Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 184. Thí thần mấy người đều rơi vào trong trầm tư, muốn tiêu diệt quỷ ảnh ma tôn, cũng không phải đơn giản như vậy. Hiện tại loại này tình huống, dù cho muốn dụ đi quỷ ảnh ma tôn đều rất không có khả năng, kể từ đó, dùng ứng phó phong ma tôn phương pháp, là không thể nào dùng để đối phó quỷ ảnh ma tôn. Nếu như có thể vây khốn hắn, coi như không giết được hắn, cũng có thể trọng thương hắn. Cửu U Ma Toan thầm nói. Nói nhảm, Tiêu Phàm trợn trắng mắt, mấu chốt là như thế nào mới có thể vây khốn hắn, trận pháp đoán chừng là không thể nào, hơn nữa cũng không kịp. Tiêu Phàm bố trí trận pháp, bao nhiêu sẽ có chút động tĩnh, nơi này cách quỷ ảnh ma thành quá gần, nhất định sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, dù là có Cửu U Ma Toan hỗ trợ, hắn bố trí một cái có thể vây khốn Cửu U Ma Toan tôn giai trận pháp, cũng cần thời gian không ngắn. Chờ hắn trận pháp bố trí xong, đoán chừng những cái kia thái cổ thần giới tu sĩ thi thể đều lạnh. Có hay không những biện pháp khác, vây khốn hắn đây? Thí thần rơi vào trong trầm tư. Ta thần ma huyết hải được hay không? Tà Vũ trầm giọng nói. Ngươi có thể áp chế hoàn toàn thánh tôn cảnh. Cửu U Ma Toan nói, nhìn thấy Tà Vũ lắc đầu, hắn lại nói, vậy không được, ngươi nếu là có thể làm cho hắn không thể động đậy, cái kia ắt có niềm tin trọng thương hắn, bằng không, kết quả là chết chính là chúng ta. Ta 3000 nguyên giới không biết được hay không? Thí thần trầm ngâm nói. Ngươi cái kia 3000 nguyên giới, ứng phó bán bộ thánh tôn cảnh cũng không có vấn đề. Nhưng nếu muốn vây khốn thánh tôn cảnh, hiển nhiên là không thể. Tiêu Phàm lắc đầu. Dừng một chút, hắn thở phào một hơi, nói, vẫn là ta tới đi. Ngươi, đám người kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm. Các ngươi thay ta hộ pháp, ta chuẩn bị một phen. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, ngay sau đó đột nhiên lấy ra tu la kiếm cực tốc biến lớn, ngay sau đó một kiếm hung hăng đâm vào trong lòng đất. Sau một khắc, Tiêu Phàm rút ra tu la kiếm. Mặt đất lập tức xuất hiện một cái rất lớn lỗ thủng, Tiêu Phàm trực tiếp xông đi vào. Cũng đúng lúc này, nơi này động tĩnh, trong nháy mắt hấp dẫn cách đó không xa một chút dị ma lực chú ý. Chỉ một thoáng, không ít dị ma điên cuồng hướng về bên này trùng sát mà tới. Giết, Hiên Viên Trảm Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông tới. Trước đó hắn còn có chút sợ chết, nhưng bây giờ, có được bất tử thần thể hắn. Hoàn toàn không biết sợ chết hai chữ là ý gì. Thí thần cùng Tà Vũ mấy người nhìn không được lắc đầu, bành trướng, Hiên Viên Trảm Tiên xác thực bành trướng, bất quá tiểu tử này, cũng đã có bành trướng vốn liếng. Bất quá bọn hắn cũng không có xông đi lên, mà là thủ hộ ở bên cạnh cửa hang. Đại khái qua mấy thời gian 10 hơi thở, Tiêu Phàm xuất hiện lần nữa, để bọn hắn kinh ngạc là, Tiêu Phàm rốt cuộc lại đem cửa động kia cho chặn lại. Bọn họ không biết Tiêu Phàm ở cái kia cái hố phía dưới làm cái gì, nhưng thấy đến Tiêu Phàm khóe miệng một màn kia cười tà, bọn họ biết rõ, quỷ ảnh ma tôn sợ là phải xui xẻo. Quả nhiên, sau một khắc Tiêu Phàm bỗng phóng lên tận trời, hóa thành một vệt sáng hướng về quỷ ảnh ma thành phương hướng bắn ra đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chỉ thấy hắn một kiếm quét ngang mà ra, một chút thánh đế cảnh trung kỳ trở xuống dị ma, tất cả đều bị hắn một kiếm chém giết. Mệnh ma thạch tựa như phổ thông thạch đầu đồng dạng, đều bị hắn thu vào trong càn khôn giới. Dù cho thánh đế cảnh hậu kỳ dị ma, cũng bị chấn động bay ra ngoài. Tiêu Phàm danh xưng đồng giai vô địch, hiển nhiên không phải đơn giản nói một chút, thánh đế cảnh trung kỳ hắn, đã có được cùng thánh tôn cảnh đỉnh phong chính diện giao phong thực lực. Chỉ một lát sau thời gian, Tiêu Phàm liền xông vào đế thái ất bọn họ vị trí chiến đoàn. Tiêu Phàm. Đế thái ất bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm đến, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nên kỳ quái ta vì sao sẽ cứu các ngươi, chỉ là cảm giác các ngươi chết rồi, liền không có chơi vui như vậy. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Hắn xác thực không nghĩ cứu đế thái ất bọn họ, chẳng qua là nơi này dựa vào gần quỷ ảnh ma tôn mà thôi, bất quá hắn vẫn làm bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Nếu là có thể để đế thái ất bọn họ hổ thẹn một lần, vậy cũng là không sai. Ai ngờ, đế thái ất cũng không có cảm kích ý tứ, ngược lại khinh thường nói, Tiêu Phàm, ta biết ngươi không có hảo ý, thậm chí muốn ra tay với bọn ta. Bất quá ta cho ngươi biết, nếu là chúng ta chết ở chỗ này, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi, cho dù trở lại thiên hoang, cũng có là người muốn mạng của ngươi. À, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, chẳng lẽ cái này đế thái ất,
ở thiên hoang còn có cường đại hậu trường hay sao? Người ta ở giữa thù, vĩnh viễn sẽ không như thế kết thúc. Đế Thái Ất lạnh giọng nói, hắn một bộ ta xem thấu người bộ dáng, đừng nghĩ có thể lừa gạt đến ta. Không thể không nói, Đế Thái Ất cho là như thế, cũng không tệ, Tiêu Phàm xác thực không có khả năng cố ý tới cứu bọn họ. Một chút muốn tự tử người, Tiêu Phàm là sẽ không để ý bọn họ sống chết. Không mượn ngươi một điểm hỗn độn nguyên kim sao, nhỏ mọn như vậy. Tiêu Phàm bĩu môi. Chẳng phải một điểm hỗn độn nguyên kim. Đế Thái Ất nghe nói như thế, kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Đây chính là hỗn độn nguyên kim A, năm đại nghịch thiên thần kim một trong, đây chính là dùng để luyện chế pháp bảo cao cấp, nhưng tại trong miệng ngươi, lại trở thành không đáng một đồng đồ vật. Những người khác không ít người thì là trợn to hai mắt, bọn họ còn cho rằng mình nghe lầm. Lúc nào, hỗn độn nguyên kim cũng không đáng giá. Tiêu Phàm, người thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Đế Thái Ất nhe răng trợn mắt, ở chỗ này, người bình thường là không dám giết thái cổ thần giới người. Dù sao, nhiều như vậy đôi mắt nhìn. Một khi bị thái cổ thần giới biết rõ, liền sẽ lấy phản nghịch xử trí, dù cho hắn Đế Thái Ất cũng không dám. Nhưng Tiêu Phàm lại nhiều lần khiêu khích, hắn đã lên cơn giận dữ, thật muốn ép hắn. Hắn thật vẫn cái gì cũng làm đi ra. Ngươi dám, có thể ngươi làm không được a? Tiêu Phàm nhún nhún vai, một kiếm nhẹ nhõm đẩy lui bốn phía mấy cái dị ma. Trái lại Đế Thái Ất bọn họ, giờ phút này đã máu me khắp người, sắc mặt trắng bạch, cực kỳ thảm liệt. Hiển nhiên, bọn họ đã cùng những cái này dị ma giữ vững được thật lâu. Dưới chân bọn hắn, dị ma thi thể đã chồng chất vô số, bất quá đại bộ phận cũng là nhất tinh ma đế. Công huân điểm cũng không tính rất nhiều. Liền cái thánh tôn cảnh đều giết không được, cuối cùng dẫn đến nhiều người như vậy tử vong, Đế Thái Ất, ngươi thật đúng là một phế vật. Tiêu Phàm châm chọc khiêu khích nói. Ngươi biết cái đếch gì? Đế Thái Ất giận mắng không thôi, thánh tôn cảnh nếu là dễ giết như vậy, dị ma đã sớm tuyệt chủng, có bản lĩnh, ngươi đi tiêu diệt hắn a, không bản sự đừng có lại cái này tất tất. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ thánh tôn cảnh không phải dễ giết như vậy. Hắn chẳng qua là nghĩ chọc tức một chút Đế Thái Ất mà thôi. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, từ cái kia trên mây đen phô thiên cái địa cuốn tới. Thánh tôn cảnh uy áp, Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn rốt cuộc biết Đế Thái Ất bọn họ vì sao trốn không thoát, nguyên lai, cái kia quỷ ảnh ma tôn một mực tập trung vào bọn họ khí thế, dùng uy áp trấn nhiếp bọn họ đâu. Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận. Đế Thái Ất bọn hắn thực lực xác thực rất mạnh, có thể kiên trì lâu như vậy, đã coi như là rất không tệ. Tiêu Phàm, thánh tôn cảnh uy áp là tư vị gì, có bản lĩnh, ngươi giết hắn a. Đế Thái Ất thấy thế, lập tức cũng cười lạnh. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là nhe răng cười một tiếng, rất nghiêm túc nói tốt, ta giết cho ngươi xem. Ta giết cho ngươi xem, lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên kiên quyết mà lên. Cùng trong tay Tu La kiếm hoàn toàn hòa làm một thể, hóa thành một đạo vết kiếm đâm thủng bầu trời, u tối thần ma táng thổ đều bị một kiếm này chiếu sáng trưng hết sức. Bốn phía tu sĩ cùng dị ma tất cả đều trì trệ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Phải biết, quỷ ảnh ma tôn uy áp, thế nhưng là ép tới bọn họ đều không thở nổi a, nhưng mà Tiêu Phàm lại hoàn toàn không nhìn cỗ kia uy áp, cái này khiến bọn họ làm sao không khiếp sợ. Thật can đảm. Thánh nhân hoàng đám người cũng không nhịn được kinh hô. Bọn họ cũng biết quỷ ảnh ma tôn liền ở cái kia mây đen bên trong, không ai có thể giết tới, cũng không dám giết tới. Dù sao, thánh đế cảnh trung hậu kỳ cùng hạ phẩm thánh tôn ở giữa chênh lệch, rất lớn. Siêu, kiếm hồng đâm thủng bầu trời, phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng, hư không đều kém chút xuyên thủng, có thể nghĩ Tiêu Phàm một kiếm này khủng bố. Chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm hoàn toàn không nhìn quỷ ảnh ma tôn cái này thánh tôn cảnh uy áp, cái kia hắn linh hồn lực lượng, lại phải cường đại dường nào. Cơ hồ một cái hô hấp không tới thời gian, Tiêu Phàm hóa thân kiếm mang ly. Quỷ ảnh ma tôn, thân làm nhất tinh ma tôn, chỗ nào dung được một cái thánh đế cảnh trung kỳ 1-2, 2-3 khiêu khích đây. Dù cho để Đế Thái Ất bọn họ những cái này đào tẩu, hắn cũng phải giết chết Tiêu Phàm. Không thể không nói. Tiêu Phàm nếu như chỉ là nghĩ chọc giận quỷ ảnh ma tôn mà nói, hắn giờ khắc này thật làm được. Chỉ bất quá, Đế Thái Ất bọn họ lại là buồn bực, trong lòng bọn họ có chút hoài nghi,
Chẳng lẽ Tiêu Phàm tới nơi này khiêu khích quỷ ảnh ma tôn, thật là vì cứu bọn họ? Khẳng định không phải, nhưng nếu như không phải, vậy hắn lại là vì cái gì đây? Chí ít cho đến bây giờ, bọn họ không thấy được Tiêu Phàm chiếm được chỗ tốt gì. Mà Tiêu Phàm cử động, lại là thật cứu bọn họ. Đi, Thánh Nhân Hoàng khẽ quát một tiếng, không thấy quỷ ảnh ma tôn lực lượng linh hồn áp chế, những cái này Thánh Đế cảnh đỉnh phong dị ma, cũng không thể ngăn cản bọn họ. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, bọn họ liền chạy ra khỏi dị ma bao vây, hóa thành một vệt sáng biến mất ở chân trời. Tu sĩ khác cũng thừa cơ tìm được cơ hội, tất cả đều nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Một lần này có thể đào tẩu, thực sự đa tạ Tiêu Phàm. Cái này nhân tình, ta nhớ kỹ rồi. Ngươi nếu không chết, đợi ta tiến vào thiên hoang, nhất định gấp đôi tương báo. Mặt khác rất nhiều tu sĩ trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, bọn họ trước kia một mực nghe nói, Tiêu Phàm là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm cách làm cải biến bọn hắn ý nghĩ. Tiêu Phàm quên mình vì người, vì cứu bọn họ, mà hy sinh chính mình. Dạng này lòng dạ, bọn họ tự hỏi, không có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ bọn hắn ý nghĩ, nhất định sẽ vui như điên. Hắn cứu những người này là giả, nhưng muốn hố giết quỷ ảnh ma tôn mới là thật, dù sao, hắn nhưng là đáp ứng Tả Vũ, muốn chém giết ba cái thánh tôn cảnh dị ma. Quỷ ảnh dị ma, chỉ là hắn ba cái mục tiêu một trong mà thôi. Không thấy quỷ ảnh ma tôn linh hồn chi lực trấn áp. Chỉ chốc lát sau, tất cả tu sĩ đều trốn được không thấy bóng dáng. Bọn họ ai cũng không dám ở nơi này dừng lại, một khi quỷ ảnh ma tôn đánh trở lại, bọn họ coi như lại không lần thứ hai cơ hội chạy trốn. Đám người cũng không cho rằng, Tiêu Phàm có thể ngăn trở quỷ ảnh ma tôn bao lâu, thậm chí, phần lớn người đều cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, Tiêu Phàm cũng xác thực không phải quỷ ảnh ma tôn đối thủ, hắn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn như cũ bị quỷ ảnh ma tôn đuổi theo, thân thể bị ma chảo kém chút xé nát, máu tươi bắn tung tóe. Tà Vũ mấy người bọn họ cũng sớm liền được Tiêu Phàm truyền tin, chạy rất xa, bất quá những cái kia dị ma lại là không hề rời đi, chặn lại Tiêu Phàm đường đi. Ta xem ngươi chạy chỗ nào, quỷ ảnh ma tôn cười lạnh không thôi, hắn tựa như sợ Tiêu Phàm nghe không hiểu ma quật ngữ, cố ý dùng thái cổ thần giới ngôn ngữ nói chuyện. Hắn rất muốn nhìn đến Tiêu Phàm hối hận sợ hãi bộ dáng, dạng này mới có thể phát tiết hắn lửa giận trong lòng. Hắn đường đường nhất tinh ma tôn, lại bị một cái nhị tinh ma đế chém rụng một tay, cái này đối nó mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, Tiêu Phàm trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi ý tứ, dù cho bốn phía đều bị dị ma vây chật như nêm cối. Lần sau lại lấy ngươi mạng chó, Tiêu Phàm dùng ma quật ngữ đáp lại. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm trực tiếp một đầu cắm vào mặt đất, xông vào cổ lâm. Quỷ ảnh ma tôn còn tưởng rằng Tiêu Phàm chuẩn bị từ lòng đất đào tẩu, nơi nào sẽ nhường hắn tọa nguyệt, một trường giận đập mà ra, phía dưới sơn phong trực tiếp vỡ nát, cự thạch lăn xuống, mảnh vụn bay tứ tung. Lúc này, Tiêu Phàm thân ảnh hiển lộ mà ra, máu me khắp người, sắc mặt trắng bạch hết sức. Ngươi trốn a, quỷ ảnh ma tộc dương nanh múa vuốt. Đỏ thắm con ngươi hiện ra tử vong quang mang, nó triệt để tức giận rồi, bất quá không nghĩ dễ dàng như vậy giết chết Tiêu Phàm. Tiểu tử này dám lại nhiều lần khiêu khích bản thân, nếu như thế này tùy tiện giết chết hắn, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Tiêu Phàm không có trả lời, trên mặt lộ ra một tia khủng hoảng, sau đó một kiếm hung hăng chạm trên mặt đất lập tức xuất hiện một đạo to lớn khe rãnh. Khe rãnh bên trong đen kịt hết sức, thấy không rõ mảy may. Dù cho linh hồn chi lực đều có chút khó có thể bắt. Không gian liệt phùng, quỷ ảnh ma tôn thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Phải biết, ma quật không gian bích lũy 10 điểm cứng rắn, muốn xé mở không gian bích lũy, đừng nói nhị tinh ma đế, chính là hắn này nhất tinh ma tôn, cũng không thể làm được a. Nhưng lúc này tất cả những thứ này lại là thật, cái này khiến quỷ ảnh ma tôn làm sao không kinh ngạc. Hắn trên người có khó lường dị bảo. Quỷ ảnh ma tôn trong nháy mắt chiếm được một cái kết luận. Cái này thái cổ thần giới tiểu tử, rõ ràng chỉ có nhị tinh ma đế tu vi, lại có thể làm bị thương hắn nhục thể, đây cũng không phải là một cái nhị tinh ma đế có thể có được thực lực. Khả năng duy nhất, chính là tiểu tử này có cường đại pháp bảo, mới có thể xé mở không gian bích lũy.
khó trách tiểu tử này dám lại nhiều lần khiêu khích bản thân, nguyên lai hắn đã sớm nghĩ đến mượn nhờ hư không liệt phùng đào tẩu. Quỷ ảnh ma tôn tựa như hoàn toàn nhìn thấu Tiêu Phàm ý nghĩ, mặt quỷ lộ ra một vòng nụ cười tà ác, ngay sau đó không chút do dự, một đầu chồng tiến vào. Nếu là có thể giết chết tiểu tử này, vậy cái này dị bảo, chẳng phải là của hắn rồi sao? Đến lúc đó, nắm giữ dị bảo hắn, có lẽ liền thần ma táng thổ đệ nhất ma tôn ám dạ ma tôn, đều chưa hẳn là hắn đối thủ a. Chỉ là suy nghĩ một chút, quỷ ảnh ma tôn cũng có chút hưng phấn. Chỉ là, khi hắn xông vào hư vô liệt phùng thời khắc, liền trong nháy mắt cảm giác có chút không đúng, một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm quanh quẩn trong lòng hắn, ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn. Bang, một tiếng nổ vang, tựa như thứ gì đóng lại đồng dạng, sau một khắc, quỷ ảnh ma tôn đột nhiên không nhìn thấy âm u thần ma táng thổ. Trước mắt của nó, chỉ còn lại có hắc ám. Đồng thời, còn có một loại cực kỳ lực lượng quỷ dị đang tan rã nhục thân của nó. Lực lượng cùng linh hồn. Vô cực chi khí, quỷ ảnh ma tôn vừa sợ vừa giận, toàn thân không khỏi sợ run cả người. Vô cực chi khí, thế nhưng là trên đời đáng sợ nhất mấy loại nguyên khí một trong a, một dạng vài vạn năm cũng rất khó đụng phải. Hơn nữa, loại này nguyên khí không cách nào luyện hóa, lại có được lực tàn phá kinh khủng, thậm chí ngay cả thánh tôn cảnh mọi thứ đều có thể tan rã, quả nhiên là hết sức đáng sợ. Nhưng lúc này, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là vô cực chi khí. Giờ khắc này, quỷ ảnh ma tôn sợ hãi. Nó điên cuồng công kích bốn phía, muốn công phá không gian bích lũy, có thể mọi thứ đều là phí công. Giờ phút này, ở cách quỷ ảnh ma tôn số bên ngoài hơn 10 trượng, Tiêu Phàm lau đi máu tươi trên khóe miệng, cười lạnh nhìn xem quỷ ảnh ma tôn vị trí, lạnh giọng nói, quản ngươi cái gì ma tôn, nơi này chính là chấn thế đồng quan vô cực thế giới, ngươi nếu có thể chạy đi. Tính ngươi lợi hại. Tiêu Phàm vì chôn giết quỷ ảnh ma tôn, trước đó cố ý trong lòng đất bố trí đơn giản một chút trận pháp, cũng đem chấn thế đồng quan nhét vào bên trong. Hắn oanh kích mặt đất, có thể không phải là vì chạy trốn, mà là mở ra chấn thế đồng quan nắp quan tài, những cái kia trận pháp tồn tại, có thể thời gian ngắn che lấp vô cực thế giới khí tức. Tiêu Phàm nguyên bản không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng hắn không nghĩ tới, quỷ ảnh ma tôn vậy mà thật vọt vào. Ở chỗ này, hắn nhưng là có thể tự do ghé qua, nhưng quỷ ảnh ma tôn lại nhận được cực lớn hạn chế, dạng này nếu còn không giết chết hắn, vậy thì thật là thiên lý nan dung. Cái thứ hai, Tiêu Phàm nhìn thấy nơi xa không ngừng giãy giụa quỷ ảnh ma tôn, nhếch miệng cười một tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, lạnh lùng nhìn xem quỷ ảnh ma tôn giãy giụa, lực lượng cùng nhục thân. Bị vô cực chi khí không ngừng tan rã. Tiêu Phàm cũng không gấp, lặng lặng nhìn tất cả những thứ này. Hắn nhớ kỹ, chấn thế đồng quan bên trong lúc trước đi qua 3 năm, ngoại giới cũng mới đi qua 3 ngày mà thôi. Nói cách khác, hắn ở chấn thế đồng quan bên trong đợi 1 năm thời gian, ngoại giới cũng chỉ bất quá đi qua 1 ngày, thời gian 1 ngày, Tiêu Phàm vẫn là tiêu hao nổi. Không biết qua bao lâu, quỷ ảnh ma tôn khí tức trên thân càng ngày càng yếu. Tu vi tựa như cũng rơi vào bán bộ thánh tôn cảnh. Tiêu Phàm vẫn không có xuất thủ, dù sao hắn lúc trước tu luyện ra vô cực chi thể, cái này vô cực chi khí hoàn toàn không làm gì được hắn. Ta nghe nói tốc độ thời gian trôi qua so càng lớn, liền đại biểu cho thực lực càng mạnh, cửu u địa ngục tốc độ thời gian trôi qua là 101, mà chấn thế đồng quan lại là 301, cái này há chẳng phải là nói rõ tu la tổ ma thực lực, so cửu u ma chủ mạnh hơn nhiều. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mang tính then chốt. Dừng một chút, hắn lại hủy bỏ loại phỏng đoán này, không đúng, chiến hồn đại lục cùng thái cổ thần giới tốc độ chạy so thế nhưng là 1.001, tu la tổ ma cũng không thể so cửu u ma chủ cường đại gấp 10 a. Nếu thật là dạng này, cái kia cửu u ma chủ cũng quá yếu a. Tí tí, chênh lệch này, thật đúng là rất lớn. Nếu như cửu u ma chủ nghe được lời nói của Tiêu Phàm, nhất định sẽ đem hắn đánh một trận tơi bời. Thật lâu, Tiêu Phàm ánh mắt lại đảo qua quỷ ảnh ma tôn, cuối cùng lắc đầu tính, như vậy đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp, qua một đoạn thời gian lại đến. Ta giống như nhớ kỹ tu la tổ ma lúc trước nói qua, coi ta đột phá thánh đế cảnh thời điểm, lại tiến vào chấn thế đồng quan, bây giờ ta đã chính là thánh đế cảnh trung kỳ, không đến ta còn kém chút quên đi.
Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới Tu La Tổ Ma đề cập với hắn đầy miệng, chờ hắn đột phá thánh đế cảnh, lại tiến vào trấn thế đồng quan. Mặc dù Tu La Tổ Ma không nói vào để làm gì, nhưng Tiêu Phàm lúc ấy nghe được tương đối nghiêm túc, cũng coi là để ý. Đi trước Tu La cấm vực nhìn xem, Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thân hình lập tức tại chỗ biến mất. Lúc trước Tu La Tổ Ma cũng trợ giúp hắn sơ bộ luyện hóa trấn thế đồng quan, Tiêu Phàm mặc dù không cách nào hoàn toàn phát huy trấn thế đồng quan lực lượng, nhưng đơn giản điều khiển vẫn là không có vấn đề. Mấy tức về sau, một cái to lớn bình đài xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mắt, khi thiên huyết quan khắc nghiệt hết sức, hoàn toàn tĩnh mịch. Tòa kia lớn nhất huyết kim quan, càng là cực kỳ dễ thấy, bất quá Tiêu Phàm cũng không có tới gần nó, mà là đi tới trong đó một tòa khi thiên huyết quan một bên. Lần trước tới đây, vẫn chỉ là đại đế cảnh trung kỳ, cho rằng thánh đế cảnh đỉnh phong có cỡ nào không tầm thường. Tiêu Phàm khẽ nói, dường như nói một mình, lại giống như cố ý nói cho huyết quan bên trong người nghe. Dừng một chút, hắn lại nhẹ nhàng gõ một lần huyết quan, nói, bản tộc trưởng bây giờ cũng là thánh đế cảnh trung kỳ, cùng thánh đế cảnh đỉnh phong cũng có lực đánh một trận, nếu như các ngươi còn không thể thức tỉnh, vậy ta muốn các ngươi có ích lợi gì? Dứt lời, Tiêu Phàm bãi động áo bào, quay người chuẩn bị rời đi. Lấy hắn đột phá tốc độ, nếu như những cái này thần vệ doanh bây giờ còn không cách nào sử dụng, về sau Tiêu Phàm thật đúng là không nhất định sẽ dùng đến bọn họ. Coi như Tu La Tổ Ma cố ý để lại cho hắn những lực lượng này, đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bang, cũng liền ở Tiêu Phàm xoay người một sát na kia, phía sau hắn khi thiên huyết quan nắp quan tài bỗng sốc lên, một cỗ hung lệ, khí tức bá đạo quét sạch mà ra, sao? Tiêu Phàm thần sắc như thường, tựa như đã sớm đoán được đồng dạng, đứng chắp tay, lãnh đạm nhìn xem khi thiên huyết quan. Sau một khắc, cả người khoác kim sắc chiến giáp, cõng ở sau lưng kiếm lớn màu vàng óng cùng nỏ dài, tạo hình 10 điểm quái dị nam tử quỳ một chân Tiêu Phàm trước người, thần ma vệ thần vệ doanh đệ lục chiến soái thần phong bái kiến tộc trưởng. Ngươi đã tỉnh, Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như đã sớm đoán được thần phong thức tỉnh sự tình. Bất quá, so với lần trước, thần phong trên người tán phát khí tức có vẻ như mạnh hơn. Hơn nữa, hắn giờ phút này xuất hiện cũng không phải lấy Tu La hình thái, mà là nhân loại bình thường bộ dáng. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm hồ nghi, chẳng lẽ Tu La Tổ Ma để cho mình đột phá thánh đế cảnh tiến vào trấn thế đồng quan, chính là đến mang đi những cái này thần ma vệ sao? Nói câu khó nghe, trước kia hắn còn cảm thấy cái này. Thần ma vệ vẫn còn tương đối rung động, nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm nhưng lại không quá ỷ vào bọn họ. Dù sao, hắn nếu tiến về thiên hoang, cũng không khả năng mang theo nhiều người như vậy đi. Hơn nữa, thánh đế cảnh thần ma vệ, ở thánh tôn cảnh đều đi đầy đất thiên hoang, có vẻ như cũng không có quá lớn lực trấn nhiếp. Người khác muốn giết hắn, vẫn là đồng dạng sẽ giết hắn. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết, muốn một đám thánh tôn cảnh tay chân, đó là không có khả năng, chỉ ít trong thời gian ngắn là không thể nào làm được. Tu La Tổ Ma hoặc là có năng lực như vậy làm đến, nhưng là tuyệt đối sẽ không đi làm. Một cái nhà ấm bên trong lớn lên tu sĩ cấp cao, chân chính chém giết thời điểm, kỳ thật còn không bằng một chút thường xuyên thấy máu cấp thấp tu sĩ có giá trị. Thuộc hạ tàn niệm hồn về, đệ lục thần vệ doanh toàn thể tướng sĩ, hồn về Tu La cấm vực, tùy thời nghe xong tộc trưởng ra lệnh. Thần thanh âm của gió cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ. À, Tiêu Phàm nghe nói như thế, ánh mắt ngược lại là hơi hơi sáng lên. Hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ, nếu như chỉ là thần phong một người, hắn cũng không định đem thần phong mang đi ra ngoài. Nhưng nếu là một doanh người, vậy liền có ý tứ. Nơi này khi thiên huyết quan tổng cộng 3.600, tổng cộng chia làm 12 doanh, mỗi một doanh 300, nếu cũng là thánh đế cảnh, đó cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm lại nói, đều thực lực gì, nếu là quá yếu, vậy liền tiếp tục ngủ say a. Nói là ngủ say, nhưng thật ra là Tiêu Phàm không có ý định sử dụng bọn họ, dù sao, chính hắn cũng là thánh đế cảnh trung kỳ, muốn một đám thánh đế cảnh tiền kỳ, hoặc là trung kỳ thì có ích lợi gì. Thần Phong hiển nhiên cũng minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm, hắn mặc dù biểu hiện rất nghe lời, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút khinh thường. Nhưng hiện tại, hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt hơi có chút phát ra từ nội tâm kính sợ.
lúc này mới thời gian mấy năm, Tiêu Phàm vậy mà từ đại đế cảnh trung kỳ đột phá đến thánh đế cảnh trung kỳ. Chỉ thấy hắn thở sâu, nói năng có khí phách nói, bẩm báo tộc trưởng, thuộc hạ bán bộ thánh tôn cảnh, đệ lục thần vệ doanh toàn thể thành viên, đều là thánh đế cảnh đỉnh phong. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Tiêu Phàm nghe được Thần Phong mà nói, cũng là kinh ngạc không thôi, hắn còn cho rằng mình nghe lầm. Thần Phong lại đem lời nói mới rồi thuật lại một lần, Tiêu Phàm lúc này mới hoàn toàn tin tưởng. 300 cái thánh đế cảnh đỉnh phong a, thực lực như vậy, đã đầy đủ tùy tiện đồ sát hạ phẩm thánh tôn rồi a hát. Bất quá, hắn mặt ngoài còn duy trì bình tĩnh, thậm chí có chút không hài lòng lắm nói, chả qua phải đi. Nói như vậy, các ngươi bây giờ có thể rời đi chấn thế đồng quan. Đệ lục thần vệ doanh, tùy thời chờ lệnh, Thần Phong trịnh trọng gật đầu. Chẳng biết tại sao, hắn đối mặt thời khắc này Tiêu Phàm, vậy mà cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt áp lực. Vậy liền đều gọi tỉnh a, vừa vặn quay đầu có thể giúp ta làm một việc. Tiêu Phàm gật đầu một cái, trong lòng đã bắt đầu mưu đồ lên. Thần Phong không dám nghịch lại Tiêu Phàm mệnh lệnh, hắn hiển nhiên cũng biết, Tiêu Phàm bây giờ đã tới thánh đế cảnh trung kỳ, bây giờ còn không hiện ra mình một chút giá trị. Tiếp qua một chút thời gian, hắn cái này đệ lục thần vệ doanh có lẽ đều không có giá trị lợi dụng. Chỉ thấy Thần Phong trong miệng đọc lên một chút tối tăm chú ngữ, sau một khắc, hắn vị trí mảnh này khu vực, 300 phó huyết quan xốc lên, nguyên một đám người khoác kim giáp tu la đằng không mà lên. Tiêu Phàm nhìn thấy những cái này kim tu la, cũng là không rõ rung động, chẳng lẽ đây chính là tu la nhất tộc 100 vạn năm không suy chân chính nội tình sao? Có những cái này thánh đế cảnh đỉnh phong. Chỉ ít ở thái cổ thần giới, tuyệt đối không có cái thứ hai thế lực có thể so sánh. Khó trách tu la tộc một khi xuất thế, chính là một mảnh gió tanh mưa máu, chỉ là ba cái này bách thánh đế cảnh đỉnh phong, đoán chừng đã đủ để quét ngang thái cổ thần giới đại bộ phận chủng tộc. Bất quá, nếu như chỉ có ba cái này trăm người, ở thiên hoang trước mặt, đoán chừng không tính là gì. Đệ lục thần vệ doanh, toàn viên đến đông đủ, xin đợi tộc trưởng phân công. Thần Phong hét to nói, bái kiến tộc trưởng, 300 thánh đế cảnh đỉnh phong, đồng thời quát to, thanh âm vang vọng tu la cấm vực, thật lâu không dứt. Đều đứng lên đi, Tiêu Phàm thản nhiên nói, nhưng trong lòng có loại không rõ rung động, cỗ khí thế này, quá hung mãnh. Ba cái này bách thánh kim tu la, tuyệt đối so với bình thường 300 thánh đế cảnh đỉnh phong khủng bố hơn rất nhiều, Tiêu Phàm từ trên người bọn họ cảm nhận được máu tanh nồng nặc chi khí. Những người này, đang ngủ say trước đó, nhất định là đã trải qua vô số huyết vũ, có thể nói là ở huyết vũ bên trong lớn lên. Đồng dạng, đây cũng là tu la tộc tu sĩ nên có trưởng thành phương thức. Nhìn trước mắt 300 kim tu la, Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề khác, đây chính là 300 thánh đế cảnh đỉnh phong A, nếu như mang ra chấn thế đồng quan, khó tránh khỏi sẽ rung động người đời. Đến lúc đó, hắn cái này còn không chút bại lộ tu la tộc tộc trưởng. Đoán chừng sẽ thừa nhận cực kỳ chú mục tồn tại. Thế nhưng là, nếu để cho bọn họ lâu dài ở tại chấn thế đồng quan bên trong, chân chính muốn dùng đến bọn họ thời điểm, cũng không thể lập tức triệu hồi ra bọn họ. Dù sao, Tiêu Phàm còn không có triệt để luyện hóa chấn thế đồng quan, chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển mà thôi. Thần Phong, các ngươi có thể hay không ở tại ta thể nội thế giới bên trong? Tiêu Phàm hỏi. Tộc trưởng, không cần phiền toái như vậy. Thần Phong lắc đầu, đột nhiên, chỉ thấy hắn lấy tay đánh ra từng đạo thủ ấn, sau một khắc, cái kia 300 khi thiên huyết quan bỗng một trận biến hóa. Chăm chú chốc lát thời gian, ba cái này trăm khi thiên huyết quan toàn bộ biến mất, thay vào đó là một tòa đại hình cung điện. Cửa cung điện, mang theo một đạo huyết sắc bảng hiệu, phía trên viết cầu long đồng dạng cứng cáp có lực chữ lớn, đệ lục thần vệ điện. Vào điện, Thần Phong ra lệnh một tiếng. 300 kim tu la đồng thời mà động, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là trong đại điện. Ngay sau đó, đệ lục thần vệ điện nhanh chóng thu nhỏ, rơi vào Thần Phong trong tay. Tiêu Phàm hơi hơi kinh dị, đại điện này lại còn là một kiện không gian pháp bảo. Mời tộc trưởng xử trí, Thần Phong quỳ một chân trên đất nói, chính hắn lại không có tiến vào đệ lục thần vệ điện bên trong, mà là đem đệ lục thần vệ điện cung kính đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhíu mày, cũng không có đi tiếp, mặc dù Thần Phong mặt ngoài rất tôn kính, nhưng trong lời nói lại cho người ta một loại cao ngạo cảm giác. Trầm ngâm chốc lát,
Tiêu Phàm nói ra, tất nhiên ngươi vì đệ lục thần vệ doanh chiến soái, vậy cái này đệ lục thần vệ doanh, liền do ngươi quản lý, ngươi theo ở bên cạnh ta là được. Càng nghĩ, hắn vẫn bỏ qua trực tiếp trưởng quản ba cái này trăm kim tu la. Dù sao, hắn mặc dù là tộc trưởng, nhưng chỉ là thánh đế cảnh trung kỳ tu vi, những người này chưa chắc sẽ phục hắn, ngược lại giao cho Thần Phong sẽ tốt quản lý một chút. Cứ như vậy, hắn nghĩ muốn hiệu lệnh bọn họ, cũng chỉ cần hiệu lệnh Thần Phong mà thôi. Hơn nữa, mang theo Thần Phong một người, dù sao cũng so mang theo ba cái này bách thánh đế cảnh đỉnh phong kim tu la phải khiêm tốn rất nhiều. Là, tộc trưởng, Thần Phong cung kính gật đầu, hiển nhiên đây cũng là hắn dự tính ban đầu, trong lòng khả năng đang suy nghĩ tính ngươi còn thức thời. Nói xong, Thần Phong thân hình một trận biến hóa, biến thành cả người khoác áo giáp màu vàng óng phổ thông trung niên nam tử, cung kính đứng ở Tiêu Phàm sau lưng. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, Thần Phong như vậy biến hóa, người khác cũng rất khó nhìn ra hắn là tu la tộc. Chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi vào còn dư lại những cái này khi thiên huyết quan phía trên lúc, lại nói, những người này lúc nào tỉnh lại. Thuộc hạ không biết, Thần Phong đáp, hắn không có cảm tình gì, lời nói cứng nhắc mà lạnh mạc. Vậy bọn hắn là thực lực gì? Tiêu Phàm lại có chút hiếu kỳ nói. Thuộc hạ không rõ ràng, nhưng đệ lục thần vệ doanh, ở thần vệ doanh bên trong yếu nhất, bọn họ chỉ có thể mạnh hơn. Thần Phong hồi đáp. So đệ ngũ thần vệ doanh mạnh, chẳng lẽ là bán bộ thánh tôn cảnh? Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, bất quá cũng không nói gì thêm nữa, Thần Phong ý tại ngôn ngoại hắn cũng biết, hắn Tiêu Phàm còn không có đầy đủ thực lực biết rõ, cũng căn bản không cần đến mặt khác thần ma vệ thời điểm. Bất quá Tiêu Phàm cũng có hắn ngạo khí, nếu như chờ hắn đột phá thánh tôn cảnh, những người này cho dù cũng là bán bộ thánh tôn cảnh, đoán chừng hắn đều không thèm liếc một cái. Tiêu Phàm lại tại trấn thế đồng quan bên trong đi dạo một vòng, không thấy mặt khác cái gì đặc thù sự tình, hắn lúc này mới khẳng định, tu la tổ ma lúc trước nhường hắn đột phá thánh đế cảnh tiến vào trấn thế đồng quan, đoán chừng chính là đưa cho hắn cái này đệ lục thần vệ doanh. Về phần còn dư lại năm đại thần vệ doanh cùng sáu đại ma vệ doanh, đoán chừng tạm thời còn không có cho hắn sử dụng dự định. Tiêu Phàm cũng không bắt buộc, loại này lực lượng, mình bây giờ khống chế, cũng chưa hẳn là chuyện tốt, huống hồ, những lực lượng này vốn là không thuộc về hắn. Quỷ ảnh ma tôn cũng không sai biệt lắm nên treo rồi a hát. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, nói Thần Phong, theo ta đi. Không đợi Thần Phong phản ứng. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ lực lượng trong nháy mắt bao vây lấy hắn và Thần Phong tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở quỷ ảnh ma tôn cách đó không xa. À, còn chưa có chết, Tiêu Phàm nhìn thấy quỷ ảnh ma tôn còn đang không ngừng giãy giụa, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Quỷ ảnh ma tôn mặc dù không chết, nhưng tu vi đã rơi xuống thánh đế cảnh trung kỳ, hắn chống đối vô cực chi khí lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Cứ như vậy khinh thường, đoán chừng cũng liền mấy giờ thời gian, cũng sẽ bị vô cực chi khí triệt để tan rã. Tiểu tử, bản tôn muốn giết ngươi. Quỷ ảnh ma tôn nghe được Tiêu Phàm thanh âm, lập tức gầm thét không thôi. Thánh đế cảnh trung kỳ, ngươi còn giết được ai? Tiêu Phàm khinh thường, cũng không tiếp tục để ý quỷ ảnh ma tôn, ngươi có thể chết, quỷ ảnh ma thành, cũng không tất yếu tồn tại. Đứng ở bên người Tiêu Phàm Thần Phong mặc dù thần sắc không động, nhưng trong lòng là có chút khinh thường. Đường đường tu la tộc tộc trưởng, vậy mà đùa bỡn một cái thánh đế cảnh trung kỳ, thật mất thể diện. Cũng khó trách Thần Phong khinh thường, Tiêu Phàm thân làm tu la tộc tộc trưởng, nếu như hắn vọt giai khiêu chiến tu sĩ cấp cao, Thần Phong sẽ cảm thấy rất bình thường. Nhưng hắn vậy mà tại trêu đùa một cái cùng giai tu sĩ, hơn nữa còn là mượn nhờ trấn thế đồng quan lực lượng, vậy liền quá mất mặt. Phốc, Tiêu Phàm làm sao biết Thần Phong ý nghĩ, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên. Bỗng một kiếm xuyên qua quỷ ảnh ma tôn mi tâm. Quỷ ảnh ma tôn trợn to hai mắt, không chờ hắn lấy lại tinh thần, thân thể liền bị vô tận kiếm khí rảo sát hầu như không còn. Quỷ ảnh ma tôn, chết. Cũng không tệ lắm, Tiêu Phàm ước lượng trong tay không gian pháp bảo, lộ ra vẻ hài lòng. Quỷ ảnh ma tôn đã chết, không gian của nó pháp bảo tự nhiên rơi ở trong tay Tiêu Phàm thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Bên trong tài nguyên thật không phải bình thường nhiều. Xòe bàn tay ra, một cái hộp ngọc xuất hiện trong tay hắn, phía trên tản ra thuần chính năng lượng ba động. Thật là thuần khiết năng lượng, Tiêu Phàm nhẹ nhàng hít một hơi,
lập tức cảm giác toàn thân lỗ chân lông cũng bắt đầu thư giãn ra. Ngay sau đó hắn nhịn không được mở hộp ngọc ra, bên trong lập tức tách ra một vệt kim quang, cực kỳ chói mắt, liền Tiêu Phàm đều có chút giật mình. Nhưng hắn kinh ngạc là, trong hộp ngọc đồ vật không đặc biệt vật, chính là một mai kim sắc đan dược, bên trên có một đầu kỳ lạ đường vân, giống như một đầu chân long leo lên. Tộc trưởng, đây là nhất tinh thánh nguyên long đan, có thể làm cho hạ phẩm thánh tôn trong nháy mắt khôi phục nguyên lực. Một bên Thần Phong như có chút không nhìn nổi, liền vội vàng giải thích một câu. Hồi phục lập tức nguyên lực, Tiêu Phàm không có để ý thuốc này danh tự, mà là bị thuốc này dược tính cho khiếp sợ đến. Trong nháy mắt khôi phục nguyên lực, đây cũng không phải bình thường khủng bố a, dù cho hắn ba cái nguyên tuyền, cũng vẻn vẹn có thể duy trì nguyên lực tiêu hao mà thôi. Khó trách trong đan dược này ẩn chứa như thế năng lượng tinh thuần, có thể làm cho hạ phẩm thánh tôn cường giả hồi phục lập tức nguyên lực, hiển nhiên không phải bình thường đơn giản. Nhìn thấy Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, Thần Phong thiếu chút nữa thì nhìn không được lộ ra vẻ khinh bỉ, mặt ngoài miễn cưỡng duy trì chấn định, nói tộc trưởng, này nhất tinh thánh nguyên long đan, ở dị ma bên trong, chỉ là tôn giả cảnh đan dược thông thường nhất mà thôi. À, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, phải biết, lấy hắn tài luyện đan, hiện tại cũng chưa chắc có thể luyện chế ra này nhất tinh thánh nguyên long đan a. Nhưng loại này đan dược, ở dị ma bên trong cũng chỉ là đan dược thông thường nhất, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao tin. Chẳng lẽ dị ma tài luyện đan, đã đạt đến đáng sợ như vậy trình độ sao? Hay là nói, thiên hoàng tài luyện đan cũng khủng bố như thế? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm âm thầm đặt xuống quyết tâm, xem ra, mình cũng phải hảo hảo nghiên cứu một chút vạn thánh dược điển mới được, bằng không, bản thân thuật luyện đan, coi như theo không kịp bước chân. Trước kia ở Thái Cổ Thần Giới, hắn bình thường đều không cần đến đan dược, cho nên rất ít nghiên cứu vô trần dược điển, phần lớn thời gian đều đặt ở tăng cao tu vi cùng lĩnh ngộ vô trần bí điển phía trên. Ta nhưng là một cái thầy thuốc a. Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng kỳ quái, bản thân luyện dược chi thuật cùng chữa bệnh năng lực, có vẻ như thời gian rất lâu không có sử dụng qua. Cứ theo đà này, đoán chừng không được bao lâu thời gian liền muốn hoang phế. Nhìn thấy Tiêu Phàm khiếp sợ sắc mặt, Thần Phong trong lòng càng xem thường, nếu như Tiêu Phàm không phải Thu La tộc tộc trưởng, hắn xoay người rời đi. Cái này cái gì nhất tinh thánh nguyên long đan, người có hữu dụng hay không? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Thần Phong nói. Có, Thần Phong không chút do dự gật gật đầu, tuy nói nhất tinh thánh nguyên long đan ở trong động ma rất bình thường, nhưng đối với hắn cái này bán bộ thánh tôn cảnh, vẫn là có tác dụng rất lớn. Nơi này có ba khỏa. Tiêu Phàm lại lấy ra hai cái hộp ngọc, tiện tay ném cho Thần Phong. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng đan dược này là bảo bối gì đồ vật, đang nghe Thần Phong giới thiệu về sau, Tiêu Phàm liền đã mất đi quá nhiều hứng thú. Loại vật này, hắn một dạng không dùng được, cũng chỉ có ở khống chế phân thân thái cổ thời điểm mới có thể dùng đến. Bất quá, quỷ ảnh ma tôn không gian pháp bảo bên trong có mười mấy viên, hắn cũng không kém cái kia ba khỏa. Chí ít. Nhìn thấy Thần Phong trên mặt lộ ra một màn kia vẻ kinh dị, hắn nội tâm vẫn là hết sức sảng khoái. Chờ Thần Phong tiếp nhận ba cái nhất tinh thánh nguyên long đan, Tiêu Phàm liền mang theo Thần Phong rời đi trấn thế đồng quan, ngoại giới thí thần bọn họ còn đang cùng dị ma chém giết đây, hắn cũng không thể ở trong này chậm trễ thời gian quá dài. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, Tiêu Phàm cùng Thần Phong xuất hiện ở một vùng phế tích phía trên, nơi xa thỉnh thoảng phát ra một trận oanh long thanh âm. Lão đại, thí thần nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, lập tức kích động đánh tới, ở sau lưng hắn, còn đi theo mấy chục cái dị ma. Hắn máu me khắp người, cùng dị ma chém giết chốc lát, cũng bị thương không nhẹ. Thần Phong, giết bọn hắn, Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, cũng không quản Thần Phong thấy thế nào hắn. Tất nhiên người thuyết phục từ ta cái này Thu La tộc lớn lên mệnh lệnh, vậy hắn cũng không khách khí. Là... Thần Phong mặc dù trong lòng có chút không nguyện, nhưng vẫn gật đầu, bán bộ thánh tôn cảnh khí thế nở rộ mà ra. Chỉ thấy hắn rút ra trường kiếm sau lưng, lăng không chém một cái, một đạo huyết sắc tấm lụa xẹt qua, xông tới mấy chục cái dị ma, toàn bộ bị một kiếm chém thành hai đoạn. Máu đen vẩy ra hư không, thương khung đều bị nhuộm càng thêm hắc ám lên. Thật mạnh mẽ, thí thần kinh ngạc nhìn Thần Phong, nói, lão đại. Người đây là từ nơi nào mời tới cứu binh?
Đúng rồi, cái kia quỷ ảnh ma tôn đây. Nói đến đây, thí thần thỉnh thoảng nhìn xem tứ phương, lại là không thấy quỷ ảnh ma tôn thân ảnh. Lão đại, người sẽ không giết quỷ ảnh ma tôn a? Thí thần kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, xem như thế đi, đúng rồi, đây là thần phong, tu la tộc chiến soái. Thí thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tiêu Phàm vừa mới không phải trốn vào lòng đất sao, quỷ ảnh ma tôn chết thì cũng thôi đi, làm sao đột nhiên lại xuất hiện một cái tu la tộc chiến soái? Mặt khác trước mặc kệ, chúng ta lại diệt một thành lại nói. Tiêu Phàm biết rõ thí thần nghi hoặc, bất quá tạm thời cũng không có thời gian giải thích, trước hết giết chết những cái này dị ma lại nói. Lão đại, cái này quỷ ảnh ma thành cũng không có tốt như vậy diệt. Thí thần đắng chát cười một tiếng, nói, vừa rồi ma toan mang theo chúng ta sát nhập vào quỷ ảnh ma thành, lại là gặp được bốn cái bán bộ thánh tôn cảnh. Hiện tại, ma toan một thân một mình dẫn đi bốn cái bán bộ thánh tôn cảnh, mới cho chúng ta thời gian thở dốc, bất quá thánh đế cảnh đỉnh phong dị ma cũng không ít. Bốn cái bán bộ thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa. Tiêu Phàm, chúng ta mau trốn. Nơi xa, Tà Vũ mang theo máu me đầm đìa Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y nhích lại gần, ngữ khí có chút gấp rút. Trốn, Tiêu Phàm nhíu mày, lắc đầu nói các ngươi đi trước, ta đi trước giúp ma toàn chém dụng cái kia bốn cái bán bộ thánh tôn cảnh lại nói, quỷ ảnh ma tôn đã chết, chúng ta hôm nay có thể lại đồ một thành. Quỷ ảnh ma tôn chết, Tà Vũ mấy người kinh ngạc. Lão đại uy vũ, đây đã là ngươi giết cái thứ hai hạ phẩm thánh tôn. Thí thần vẻ mặt bội phục nói. Lúc này, thần phong đã chém giết những cái kia dị ma, xuất hiện ở Tiêu Phàm sau lưng, hắn vừa lúc nghe được Tiêu Phàm đối thoại của bọn họ, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Những người này, mạnh nhất cũng chỉ là thánh đế cảnh hậu kỳ, vậy mà giết qua hạ phẩm thánh tôn. Hơn nữa, bọn họ có vẻ như còn đồ một tòa ma thành. Đây là thật sao, lúc này cái này thánh đế cảnh trung kỳ tộc trưởng, bề ngoài như có chút mạnh a. Dù cho lấy hắn bán bộ thánh tôn cảnh thực lực, cũng chưa chắc có thể chém giết hạ phẩm thánh tôn a. Khẳng định đang khoác lác, thần phong trong lòng nghĩ thầm, hắn hoàn toàn không tin, Tiêu Phàm bọn họ mấy người kia, có được biến thái như vậy thực lực. Cũng khó trách thần phong không tin, lấy Tiêu Phàm thực lực, đừng nói chém giết hai cái hạ phẩm thánh tôn, chính là thánh đế cảnh đỉnh phong, đều đủ hắn uống một bầu. Dù cho Tiêu Phàm là tu la tộc tộc trưởng, khả năng này cũng rất nhỏ. Thần Phong tin tưởng Tiêu Phàm, có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu, có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, muốn chiến thắng đối thủ, khả năng rất thấp. Về phần chém giết bán bộ thánh tôn cảnh cùng hạ phẩm thánh tôn, hắn thấy, hoàn toàn là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng vừa rồi, hắn nghe được Tiêu Phàm lời nói, tựa như chém giết bán bộ thánh tôn cảnh, cũng là muốn giết cứ giết ý tứ, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng đây. Nếu như thần phong biết rõ, trước đó hắn thấy quỷ ảnh ma tôn căn bản không phải thánh đế cảnh trung kỳ tu vi, mà là hạ phẩm thánh tôn tu vi, có lẽ liền sẽ không khinh thường Tiêu Phàm. Ma toan ở đâu? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Chúng ta cũng không biết, trước đó hắn hướng cái hướng kia chạy. Tà Vũ lắc đầu, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Thần phong, đi theo ta. Tiêu Phàm để lại một câu nói liền đạp không mà lên, tay cầm trường kiếm giết ra một đường máu. Tà Vũ bọn họ tự nhiên cũng không do dự, lưu lại nơi này, bọn họ coi như có thể chém giết càng nhiều dị ma, nhưng cuối cùng khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết. Phải biết, bọn họ cho đến bây giờ, vẻn vẹn giữ vững được không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, liền vết thương chồng chất. Một khi bị vô số dị ma vây công, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Dù sao, cái này quỷ ảnh ma thành dị ma, cũng không có trốn chạy ý tứ, ngược lại càng chiến càng hăng. Mấy người giờ mới hiểu được, lần trước bọn họ giết sạch phong ma thành, thật chỉ là vận khí gây ra, sự thật cũng là như thế. Tiêu Phàm xuất thủ rất nhanh, sát phạt cực kỳ quyết đoán, thánh đế cảnh đỉnh phong phía dưới tu vi, căn bản không chịu nổi hắn một đòn, dù cho bán bộ thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm cũng là hai kiếm chém giết. Đi theo hắn hậu phương thần phong thỉnh thoảng trợn to hai mắt, đôi mắt tràn đầy không thể tin. Đây chính là bán bộ thánh tôn cảnh a, ở trước mặt hắn. Vậy mà giống như chém dưa chặt rau đồng dạng, mấu chốt Tiêu Phàm vẫn chỉ là thánh đế cảnh trung kỳ mà thôi. Nếu như không phải tận mắt thấy, thần phong tuyệt đối sẽ không tin tưởng tất cả những thứ này. Thậm chí, hắn đều bắt đầu hoài nghi,
Tiêu Phàm cố ý ẩn giấu tu vi, hắn căn bản là không phải thánh đế cảnh trung kỳ. Nếu như Thần Phong biết rõ, thời khắc này Tiêu Phàm căn bản không phải hắn bản tôn, mà là linh hồn phân thân khống chế phân thân thái cổ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiêu Phàm mặc dù thẳng tiến không lùi, nhưng hắn vẫn thời khắc bắt lấy Thần Phong thần sắc biến hóa. Khi hắn nhìn thấy Thần Phong lộ ra chấn kinh chi sắc lúc, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, một lần này, người sẽ còn khinh thường ta đây thánh đế cảnh trung kỳ sao? Tiêu Phàm làm sao không biết, Thần Phong cái chủng loại kia khách khí, nhưng thật ra là một loại cao ngạo biểu hiện, hắn chỉ là phục tùng Tu La Tổ Ma mệnh lệnh, mà không phải chân chính hiệu trung hắn Tiêu Phàm. Hắn hiện tại phải làm, chính là triệt để trấn trụ Thần Phong, nhưng hắn minh bạch, bản thân nhiều hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một người không ít, tốt nhất là bày ngay ngắn vị trí của mình. Tiêu Phàm cũng không muốn Thần Phong mặt ngoài một bộ, sau lưng lại là một bộ. Cho nên, hắn cho dù bốc lên bại lộ phân thân thái cổ phong hiểm, cũng nhất định phải cho hắn một cái trấn nhiếp. Về phần hắn bản tôn, nghĩ muốn chém giết thánh đế cảnh đỉnh phong, cũng là cực kỳ chật vật, nhất là có trí khôn dị ma, dù sao đây chính là chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới. Tiêu Phàm xuất thủ rất nhanh, những nơi đi qua, đều là dị ma thi thể, không một người sống. Bất quá, hắn tiêu hao cũng cực nhanh, linh hồn chi lực còn có thể khống chế ngụ, nhưng nguyên tinh cùng nguyên lực tiêu hao, lại cực kỳ khủng bố. Cũng may có thánh nguyên long đan, Tiêu Phàm trong lòng cười khẽ, làm Thần Phong không chú ý thời điểm, hắn trực tiếp đem một khỏa thánh nguyên long đan nhét vào trong miệng. Thánh nguyên long đan vào miệng tan đi, năng lượng bàng bạc hóa thành nguyên lực hội tụ ở nhục thân thể nội, sau đó tiếp tục bị phân thân thái cổ rút ra. Tiêu Phàm tựa như không biết mỏi mệt đồng dạng, để theo sau lưng Thần Phong càng ngày càng chấn kinh. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm giết ra mấy ngàn dặm, rốt cục thấy được cửu U Ma Toan thân ảnh, cửu U Ma Toan trạng thái không phải đặc biệt tốt, bị bốn cái bán bộ thánh tôn cảnh dị ma vây công, toàn thân máu tươi bắn tung tóe. Hiển nhiên, cửu U Ma Toan đã cùng đường mạt lộ, hắn bị cửu U quỷ chủ phong ấn thực lực, căn bản không thể phát huy toàn lực. Sao có thể là bốn cái cùng giai dị ma địch? Cút ngay cho ta, cửu U Ma Toan gầm thét, muốn đẩy lui bốn cái dị ma đào tẩu. Nhưng cái kia bốn cái dị ma cũng không phải là vô trí tuệ, bọn họ gắt gao đem cửu U Ma Toan vây ở trung ương, căn bản không cho hắn cơ hội chạy trốn. Nha, lão tử cũng có quên mình vì người một ngày, lão tử phát thệ, nếu là ta có thể sống sót, về sau lại cũng không làm việc này. Cửu U Ma Toan bi thương tự diễu lấy. Hắn vì cứu thí thần cùng tà vũ bọn họ, đem hết toàn lực cuốn lấy bốn cái ngũ tinh ma đế, kết quả là, lại là quá giang bản thân tính mệnh. Nếu có cơ hội hối hận, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, mà là trốn rất xa. Vốn còn muốn cứu ngươi một mạng, nhưng bây giờ, ta không nghĩ. Cũng đúng lúc này, cửu U Ma Toan bên tai vang lên một thanh âm. Cửu U Ma Toan không khỏi dùng mình một cái, ngay sau đó cản rỡ cười ha hả, ha ha. Tiểu tử ngươi đến thật là đúng lúc, nhanh, cùng ta tiêu diệt bọn họ, nhưng mà, Tiêu Phàm thanh âm không có tiếp tục vang lên, tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, cái này khiến cửu U Ma Toan buồn bực thổ huyết. Chẳng lẽ mình thụ thương quá nghiêm trọng, đã sinh ra ảo giác? Không nên a. Sau một khắc, cửu U Ma Toan tựa như minh bạch cái gì, vội vàng nói, tiểu tử, ta chỉ là phát cào nhau mà thôi, ngươi đừng thật sự a. Lúc trước hắn nói. Nếu như lại cho hắn một cơ hội làm lại, hắn sẽ không lựa chọn cứu thí thần bọn họ, Tiêu Phàm hiển nhiên vừa lúc nghe được câu nói này. Hừ, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Nói xong, Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào từ trong hư vô hiển lộ mà ra, cả người hóa thành một chuôi tuyệt thế thần kiếm, bay thẳng trong đó một cái ngũ tinh ma đế đi. Phốc suy một tiếng giòn vang, máu đen vẩy ra hư không. Bán bộ thánh tôn cảnh ngũ tinh ma đế bị Tiêu Phàm một kiếm xé nát, chết không thể chết lại. Lại xử lý một cái, cửu U Ma Toan hưng phấn kêu to lên. Đối mặt bốn cái ngũ tinh ma đế đánh giết, hắn cơ hồ chỉ có bị áp chế phần, bây giờ chết một cái, áp lực của hắn trong nháy mắt nhỏ rất nhiều. Tiêu Phàm không thèm để ý cửu U Ma Toan, hắn chém giết một cái ngũ tinh ma đế, trả ra đại giới cũng không nhỏ. Một khỏa thánh nguyên long đan nguyên lực trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn. Nếu không phải là trên người hắn còn có mấy viên thánh nguyên long đan có thể trong nháy mắt bổ sung nguyên lực, hắn mới sẽ không như thế làm đây.
Cũng may hắn chỉ là thánh đế cảnh trung kỳ, một khỏa thánh nguyên long đan năng lượng, nhưng hắn nguyên lực khôi phục về sau còn có thể có chút còn sót lại. Tiêu Phàm thừa dịp những cái này còn sót lại năng lượng chưa từng tiêu hao, lại lần nữa phóng tới cái thứ hai bán bộ thánh tôn cảnh. Lấy hắn có thể cùng hạ phẩm thánh tôn đấu tốc độ, tăng thêm hiện tại thái cổ phân thân toàn lực bùng nổ thực lực, chém giết một cái bán bộ thánh tôn cảnh chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Theo cái thứ hai ngũ tinh dị ma bị Tiêu Phàm xé nát, cửu U Ma Toan lập tức lại khôi phục trước kia bá khí, cười giận dữ nói, hiện tại giao cho ta. Cách đó không xa Thần Phong ngây ra như phỗng, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, những cái này thế nhưng là bán bộ thánh tôn cảnh a, làm sao ở trước mặt Tiêu Phàm, lại giống như chém dưa chặt rau đây. Thần Phong, tiêu diệt còn dư lại hai cái. Không đợi Thần Phong lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đột nhiên đi tới bên cạnh hắn, dùng giọng ra lệnh quát khẽ. Thần Phong bị Tiêu Phàm lời nói bừng tỉnh, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, bỗng nhiên hướng về còn dư lại hai cái bán bộ thánh tôn cảnh dị ma đánh tới. Tiêu Phàm một cái thánh đế cảnh trung kỳ đều làm chết mất hai cái ngũ tinh ma đế, hắn đường đường bán bộ thánh tôn cảnh, nếu như liền hai cái ngũ tinh ma đế đều không đánh chết, đó cũng quá phế. Huống chi, bây giờ còn có cửu U Ma Toan hỗ trợ, thế nhưng là tương đương với lấy hai địch hai. Thần Phong không để cho Tiêu Phàm thất vọng, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền giết mất một cái bán bộ thánh tôn cảnh dị ma, cuối cùng còn dư lại cái kia, cũng bị cửu U Ma Toan đánh tàn. Gia hỏa này có thể kìm nén một hơi, bây giờ thật vất vả có cơ hội trả thù, lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Không sai biệt lắm mười mấy thời gian hơi thở, cái kia ngũ tinh ma đế, bị cửu U Ma Toan xinh xinh xé nát, tràng diện cực kỳ thảm liệt. Nha, muốn giết lão tử. Lão tử giết chết các ngươi. Cửu U Ma Toan phun một bãi đờm, phát thiết lửa giận trong lòng. Đi, Tiêu Phàm nhàn nhạt gọi một câu, thu liễm một lần cái kia bốn cỗ thi thể, liền chuẩn bị chạy tới quỷ ảnh ma thành. Lúc này, thí thần cùng tà vũ bọn họ rốt cục đuổi tới, ngụm lớn thở phì phò, nếu luận mỗi về tốc độ, bọn họ cũng không sánh nổi Tiêu Phàm. Lão đại, hiện tại quỷ ảnh ma thành loạn thành một bầy, chúng ta giết trở về. Thí thần bọn họ không thấy được cái kia bốn cái bán bộ thánh tôn cảnh, hiển nhiên cũng biết bọn chúng đã chết. Chỉ là bọn hắn đều không biết, Tiêu Phàm rốt cuộc là làm sao tiêu diệt bốn cái ngũ tinh ma đế. Đang có ý này, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hắn cũng không có bại lộ 300 kim tu la dự định, chí ít, đối mặt này nhất tinh ma quật, hắn còn khinh thường mệnh lệnh 300 kim tu la. Về phần Thần Phong, Tiêu Phàm đến lúc đó tùy ý mượn cớ lừa dối chót lọt là được rồi. Dứt lời, Tiêu Phàm một chuyến lần nữa giết trở lại quỷ ảnh ma thành. Lúc này, khoảng cách quỷ ảnh ma thành vạn dặm có hơn, đế thái ất ngụm lớn thở phì phò, mặc dù trốn khỏi một kiếp, nhưng sắc mặt đều không tốt nhìn. Hắn ngắm nhìn quỷ ảnh ma thành phương hướng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Thật lâu, bên cạnh hắn một cái thuộc hạ biểu tình vẻ phức tạp, nói, thiếu chủ. Cái kia Tiêu Phàm thật chẳng lẽ là quên mình vì người. Đế Thái Ất không nói, hắn cũng sinh ra một chút hoài nghi, cho rằng Tiêu Phàm là thật cố ý đến cứu bọn họ. Thế nhưng là, sâu trong nội tâm hắn đã có một thanh âm nói cho hắn, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải cố ý đến cứu bọn họ, khẳng định có mục đích khác. Về phần cái mục đích gì, Đế Thái Ất suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ rõ ràng. Đúng rồi thiếu chủ, vừa mới thủ hạ nhận được tin tức. Nghe nói năm đại ma thành một trong phong ma thành, giống như bị người đổ thành. Lúc này, một cái khác cấp dưới hít sâu một cái nói. Đế Thái Ất sững sờ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị, hỏi ai làm. Đổ thành, hắn Đế Thái Ất cũng không phải là không muốn làm, trước đó cùng Thánh Nhân Hoàng, Huyền Phệ đám người hợp tác, tập hợp mấy ngàn hơn vạn thái cổ thần giới tu sĩ, không phải là vì chuẩn bị đổ thành, thu hoạch được số lớn mệnh ma thạch sao. Nhưng cuối cùng, bọn họ lại thất bại. Không chỉ thất bại, hơn nữa còn tử thương vô số, nếu như không phải Tiêu Phàm đến, bọn họ đều không phải ở lại nơi đó không thể. Bởi vậy có thể thấy được, đồ thành gian nan. Mà bây giờ, hắn đột nhiên nghe được cái này tin tức, cái này khiến hắn làm sao không khiếp sợ đây. Thuộc hạ không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá có người nói, ở phong ma thành nhìn thấy qua Tiêu Phàm. Cái kia cấp dưới do dự một chút. Vẫn là như thực nói ra. Tiêu Phàm một chuyến đổ sát phong ma thành, tự nhiên cũng tạo thành động tĩnh không nhỏ, có
có một ít tiềm ẩn ở Phong Ma Thành phụ cận tu sĩ nhớ kỹ hình dạng của bọn hắn. Mặc dù thần ma táng thổ tu sĩ không biết Tiêu Phàm, nhưng vừa mới tiến vào thái cổ thần giới tu sĩ cơ hồ không có mấy cái không biết Tiêu Phàm, tự nhiên có người nhận ra được. Tiêu Phàm, Đế Thái Ất sầm mặt lại, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, cắn răng nói, bọn họ tổng cộng bao nhiêu người? Thuộc hạ không biết, vậy thuộc hạ lắc đầu, nhìn thấy Đế Thái Ất thần sắc không tốt, lại vội vàng bổ sung một câu, chúng ta mấy ngàn người đều không làm đến. Tiêu Phàm bọn họ nếu là thật sự đổ Phong Ma Thành, chí ít cũng triệu tập mấy vạn người. Không sai, mấy vạn người muốn diệt đi Phong Ma Thành, tự nhiên rất nhẹ nhàng. Một cái khác cấp dưới cũng phụ họa, một bộ nịnh nọt dáng vẻ. Đế Thái Ất nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn không ít, trầm ngâm chốc lát mới nói, tuy nhiên tiêu diệt quỷ ảnh Ma Thành thất bại, nhưng chúng ta cũng đã nhận được đầy đủ mệnh Ma Thạch, rời đi trước thần Ma Táng Thổ lại nói. Là, công tử. Một đám cấp dưới cung kính gật đầu, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở chân trời. Dạng này sự tình, phát sinh ở rất nhiều nơi, Huyền Phệ, Cửu Linh cùng Thiên Sát đám người cũng đã nhận được Phong Ma Thành bị diệt tin tức, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, sau đó nhao nhao hướng về thần Ma Thành phương hướng bay đi. Đột phá thánh đế cảnh, bọn họ vốn cho là có thể vững vàng ngăn chặn Tiêu Phàm, nhưng bây giờ mới phát hiện, Tiêu Phàm có vẻ như đi tới bọn họ đằng trước. Loại cảm giác này để bọn hắn vô cùng khó chịu. Bọn họ cũng đồng dạng ý thức được, bây giờ Tiêu Phàm cũng không phải bọn họ muốn giết liền có thể giết. Trước kia Tiêu Phàm nhìn thấy bọn họ chỉ có thể chạy trốn, mà lần trước, Tiêu Phàm gặp gỡ bọn họ lại có thể chủ động khiêu khích, đây có phải hay không mang ý nghĩa, Tiêu Phàm thật có đủ thực lực lưu bọn hắn lại đây. Nghĩ vậy, mấy người đều sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trong lòng đều âm thầm đặt xuống quyết tâm. Bản thân hay là trước tiến về thiên hoang, đến lúc đó nhất định phải tiến vào ma quật, tàn sát dị ma thu hoạch càng nhiều công huân điểm. Bằng không, một khi bị Tiêu Phàm hất ra khoảng cách, chính là bọn hắn tử kỳ. Bọn họ không biết là, Tiêu Phàm cho tới bây giờ liền không có đem bọn hắn để ở trong lòng, nếu như bọn họ không đi chủ động tìm Tiêu Phàm phiền phức, Tiêu Phàm đều chưa chắc có thể nhớ lại bọn họ. Tiêu Phàm một chuyến hoa nửa ngày, rốt cục tiêu diệt quỷ ảnh Ma Thành. Tước được không ít tài nguyên. Đang lúc Tà Vũ bọn họ kích động thời điểm, Tiêu Phàm lại là cực kỳ bình tĩnh, ngược lại lộ ra vẻ lo lắng. Lão đại, quỷ ảnh Ma Thành đều đã diệt, ngươi còn có gì phải lo lắng? Thí thần liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm thần sắc, cười trêu ghẹo nói. Tà Vũ bọn họ cũng lộ ra nghi hoặc, nhao nhao nhìn về phía Tiêu Phàm. Không đúng, không thích hợp, lần này quá thuận lợi, không nên dạng này. Tiêu Phàm lắc đầu. Một bên Cửu U Ma Toàn khóe miệng giật một cái, người nha, chuyến này vẫn thuận lợi chứ. Lão tử thế nhưng là bị bốn cái ngũ tinh ma đế vây công, nếu không phải là ngươi tới hơi sớm một chút, lão tử coi như treo a. Cái này xưng là cửu tử nhất sinh cũng không đủ, làm sao đến trong miệng ngươi, thì trở thành quá thuận lợi đây. Lão đại, tử thiên y không phải tính một quẻ sao, chúng ta chuyến này vốn là hẳn rất thuận lợi a. Thí thần lại là lơ đễnh nói. Cũng là bởi vì hắn tính một quẻ, Tiêu Phàm trong lòng oán thầm, bất quá hắn là không thể nào nói ra được, nếu là thí thần bọn họ biết rõ tử thiên y là thiên khí chi nhân, khó tránh khỏi sẽ có ý khác. Thở sâu, Tiêu Phàm ánh mắt bỗng ngưng tụ ở tử thiên y trên người, nói tử thiên y, người tính lại một quẻ nhìn xem. Ách, tử thiên y vẻ mặt im lặng, bản thân trước đó không phải tính qua sao, thứ này, tính quá nhiều. Coi như mất linh a. Oanh, đang lúc tử thiên y xoắn suýt cùng im lặng thời khắc, kèm theo một trận tiếng ầm ầm, cả mảnh trời khung đột nhiên đen lại. Tiêu Phàm đám người nghe được trên không tiếng nổ đùng đoàng, trong nháy mắt cũng cảm giác cả mảnh trời khung đều sụp xuống, bản năng hướng phía sau kích xạ đi. Oanh, cơ hồ một cái hô hấp không tới thời gian, bọn họ trước đó vị trí, trong nháy mắt bị một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt đánh nát. Cuồn cuộn dư ba càng là điên cuồng phóng tới bốn phương tám hướng. Một mảnh lại một mảnh cung điện sụp đổ, chân trời loạn thạch bay tứ tung, bụi bặm cuồn cuộn, cực kỳ kinh khủng. Tiêu Phàm bọn họ bị cỗ khí thế kia thật khí huyết sôi trào, sắc mặt có chút ửng hồng. Lão đại, người không sao chứ? Thí thần đứng vững thân hình, xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm bị thần phong bảo vệ thật tốt, lập tức thở dài một hơi. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là híp hai mắt nhìn về chân trời,
đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ kinh dị. Chỉ thấy bọn họ trước đó vị trí, tất cả cung điện toàn bộ biến mất, thay vào đó là một cái hố sâu to lớn. Hố sâu sâu không thấy đáy, từng đầu to lớn khe rãnh lan tràn bốn phương tám hướng, kéo dài về phía chân trời, cả tòa quỷ ảnh ma tôn cơ hồ hủy một dạng. Lực lượng thật mạnh công kích, Thần Phong sắc mặt có chút âm trầm, cũng không nhịn được sợ hãi than một tiếng. Tiêu Phàm cũng âm thầm gật đầu, một kích này, cũng không phải cái gì thuật pháp tạo thành, mà là đơn giản lực lượng tạo thành, dùng sức mạnh hủy diệt một thành, có thể nghĩ lực lượng này khủng bố. Tiêu Phàm, lúc này, cửu U Ma Toan mang theo Tà Vũ, Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y đi tới, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngay sau đó đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Đám người cũng theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn tới, sau một khắc, con ngươi lại là bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy không trung, lơ lửng một bóng người, đó là một cái ở trần, lộ ra cổ đồng đồng dạng bắp thịt tráng hán đầu quang không lưu thu, tản ra màu đen loáng. Một đôi con ngươi đen nhánh lấp lóe lấy nóng bỏng quang huy, cho người ta một loại nóng rực cảm giác, hắn để trần chân to, nổ tính cơ bắp hiển lộ bên ngoài. Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên gặp qua như thế nổ tính thân thể, chỉ là đứng ở cái kia, đối phương liền cho bọn hắn một cỗ cường đại áp lực. Mà trên người đối phương tán phát khí tức, càng là vô cùng cường đại. Nhất tinh ma tôn, càn lực ma tôn, Tử Thiên Y kinh ngạc nói ra một cái tên. Bọn họ thu thập qua năm đại ma tôn tin tức, trước mắt cái này tráng hán dung mạo, cùng trong đó một cái tên là càn lực ma tôn người, hoàn toàn ăn khớp. Truyền văn, càn lực ma tôn lực lớn vô cùng, nhục thân càng là bá đạo vô song, cùng giai bên trong có rất ít địch thủ. Cũng chỉ có nhị tinh ma tôn ám dạ ma tôn có thể vượt qua hắn, nhưng nếu như chân chính liều mạng, ám dạ ma tôn cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Khó trách ra hỏa này một đòn liền hủy diệt nửa tòa quỷ ảnh ma thành. Càn lực ma tôn làm sao sẽ tới nơi này? Tà Vũ nhíu mày, hắn mặc dù dự định chém giết ba cái ma tôn, nhưng ở biết được năm đại ma tôn thực lực về sau, mục tiêu của hắn liền khóa chặt mặt khác ba cái ma tôn. Ám dạ ma tôn cùng trước mắt càn lực ma tôn, đều bị hắn từ bỏ. Không vì cái gì khác, lấy bọn hắn thực lực, đi khiêu chiến hai cái này ma tôn, tuyệt đối chỉ có đường chết một đầu. Càn lực ma tôn, chính là bọn họ. Cũng đúng lúc này, một đạo ma quật ngữ vang lên, lại là tiềm lực ma tôn sau lưng, bỗng xuất hiện một người gầy ốm nam tử. Tà Vũ bọn họ có lẽ không biết người này, nhưng Tiêu Phàm lại là liếc mắt liền nhận ra. Nam tử này, không phải là mang theo Liễu Khuyết trốn chạy cái kia bán bộ thánh tôn cảnh dị ma sao, hắn làm sao đến nơi này, hơn nữa còn mang đến càn lực ma tôn. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền biết, tình cảm nam tử này cũng không có đào tẩu, mà là đi mời cường viện. Một lần này phiền toái, Tiêu Phàm trong lòng âm thầm cô, bọn họ thế nhưng là nửa điểm cũng không có chuẩn bị a, muốn đối phó cái này càn lực ma tôn, cũng không dễ dàng. Tử Thiên Y, ngươi không phải nói rất thuận lợi sao? Hiên Viên Trảm Tiên cũng nuốt nước miếng một cái. Gia hỏa này mặc dù gần nhất có chút bành trướng, nhưng hắn còn không có ngốc, càng là không ngốc đến cùng thánh tôn cảnh cường giả giao phong. Huống chi, lúc này càn lực ma tôn còn không phải thông thường hạ phẩm thánh tôn, mà là hạ phẩm thánh tôn bên trong trí cường giả. Tử Thiên Y sắc mặt khó coi hết sức, hắn trong lúc nhất thời không biết nói gì, chẳng lẽ mình thần soán chi thuật thật không chịu được như thế sao? Giờ phút này, Tử Thiên Y đã có chút bản thân hoài nghi. Trước đó mặc dù đã trải qua một phen kiếp nạn, nhưng dù gì cũng sống tiếp được. Nhưng lúc này đây, hắn không cảm thấy bọn họ còn có thể yên ổn rời đi. Ma Toan, Thần Phong, các ngươi ngăn lại hắn, có thể kiên trì bao lâu? Tiêu Phàm mặt âm trầm nói, hắn cũng không nghĩ tới liền nhanh như vậy muốn đối mặt cái thứ ba Ma Tôn. Đối mặt bậc này cường giả, hắn nhất định phải chuẩn bị một phen mới được, chẳng lẽ y dạng hỏa hồ lô, đem ra hỏa này dẫn vào trấn thế đồng quan bên trong. Tiêu Phàm âm thầm phủ định, biện pháp này nhất định là không thể thực hiện được. Thứ nhất, hắn căn bản không có đầy đủ thời gian bố trí, thứ hai, hắn cũng không có đầy đủ thực lực đi khiêu khích càn lực ma tôn. Nếu là như ứng phó quỷ ảnh ma tôn một dạng đi đối phó càn lực ma tôn, tuyệt đối chỉ có thể chết càng nhanh. Cửu U Ma Toan cùng Thần Phong nhìn nhau, cuối cùng Cửu U Ma Toan nói, nhiều nhất mười mấy thời gian hơi thở,
gia hỏa này, thật không đơn giản. Mười mấy hơi thở, Tiêu Phàm cười khổ, liền ngần ấy thời gian, hắn cũng không thể bố trí ra ứng phó cản lực ma tôn trận pháp. Ma Toan, nếu không, ngươi hy sinh một lần, đem hắn dẫn dắt rời đi. Tiêu Phàm yếu ớt nói ra. Cửu U Ma Toan mặt sạm lại, trực tiếp xem như cái gì đều không nghe được, nói đùa cái gì, cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ, hắn còn có hy vọng sống sót. Một khi thoát ly đại bộ đội, tuyệt đối chỉ có thể chết càng nhanh. Để ta chặn lại hắn một hồi, các ngươi mau chóng đào tẩu. Lúc này, Tà Vũ cho mọi người truyền âm nói. Hắn cũng không biết mình có thể hay không ngăn trở hạ phẩm thánh tôn cảnh càn lực ma tôn, có thể Tiêu Phàm bọn họ tới đây, là tới cho hắn giúp một tay, không có khả năng một mực để Tiêu Phàm bọn họ liều mạng. Nếu như hắn lúc này hắn đều không đứng ra, đó cũng quá bị người hàn tâm. Ngươi có thể ngăn cản hắn mấy hơi? Tiêu Phàm hỏi. Không biết, Tà Vũ cười khổ, hắn rốt cục ý thức được, bản thân có vẻ như thật bị cái kia vô lương sư tôn lừa gạt. Vẫn là ta tới đi. Tiêu Phàm thở sâu, tiến lên một bước nói, để ta chặn lại hắn, các ngươi có bao xa, trốn bao xa, nếu là không chết, vậy liền thiên hoang lại tụ họp. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra kiên quyết, đối mặt thánh đế cảnh càn lực ma tôn, bọn họ những người này, ai cũng không có nắm chặt thắng. Hắn sở dĩ dám đứng ra, cũng là ỷ vào phân thân thái cổ, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Bằng không, tất cả mọi người phải lưu lại nơi này. Lão đại, thí thần sắc mặt đỏ bừng, hắn cũng muốn lưu lại. Nhưng nói còn chưa dứt lời, liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, người muốn là còn nhận ta cái này lão đại, vậy liền nghe lời. Ầm ầm, nói ra lời này thời khắc, xa xa càn lực ma tôn đã bắt đầu đi từng bước một đến, hư không đều bị hắn chấn động đến run lên một cái, tựa như tùy thời có thể sụp đổ một dạng. Đi, Tiêu Phàm một tay cầm kiếm, một bước tiến lên. Từng bước một hướng về càn lực ma tôn đi đến, trên mặt lộ ra kiên quyết, khí thế trên người cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. Nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia hơi có vẻ gầy gò, nhưng lại vĩ đại vô cùng bóng lưng, đám người hai mắt có chút đỏ lên. Buồn cười chính là, người đời đều là cho rằng Tiêu Phàm là một cái vô tình chi nhân, sát lục cuồng ma, lại không biết hắn tình thâm nghĩa trọng. Nếu là đổi lại những người khác, lại có ai sẽ ở thời điểm này đứng ra? Đối mặt cường đại nhất nguy hiểm, thậm chí đứng vững áp lực đây. Lão đại, thiên hoàng gặp, thí thần khẽ cắn môi, lập tức hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời bắn đi. Đối mặt nhất tinh đỉnh cấp ma tôn, bọn họ đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc tất thắng, lưu lại, chỉ có thể cản trở. Tiêu huynh, ngươi nếu không chết, về sau ta Hiên Viên Trảm Tiên thế tất đi theo. Hiên Viên Trảm Tiên thở sâu, cũng xoay người rời đi. Bảo trọng. Tử Thiên Y trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp, có đắng chát, có thất lạc, nhưng càng nhiều vẫn là tự trách. Nếu như không phải hắn tính cái kia một quẻ, Tiêu Phàm bọn họ cũng sẽ không đến quỷ ảnh ma thành, tự nhiên cũng sẽ không gặp gỡ càn lực ma tôn. Tiêu Phàm nếu như chết ở chỗ này, hắn cảm thấy mình phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Khẽ cắn môi, Tử Thiên Y thao túng xe lăn biến mất, hắn biết rõ Tiêu Phàm là một cái người trọng tình trọng nghĩa. Hắn nếu lưu lại nơi này, chỉ có thể thêm phiền phức. Gus, lúc này, càn lực ma tôn sau lưng cái kia dị ma nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị truy sát Tà Vũ bọn họ. Gus người tổ tông, cũng coi như Tiêu Phàm chuẩn bị xuất thủ ngăn lại cái kia dị ma thời khắc, cửu U Ma Toan nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt ngăn cản cái kia dị ma đường đi. Hắn hai mắt đỏ bừng, một bộ tư thế muốn liều mạng. Ma Toan, để ta chặn lại hắn. Người đi mau. Tiêu Phàm kêu to, trên mặt lại là hiện lên một tia đắc ý. Hừ, lần này nếu không chết, lão tử liền không nợ ngươi. Cửu U Ma Toan hét giận dữ không thôi, hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Kỳ thật, cũng không phải là hắn Cửu U Ma Toan không muốn chạy trốn, mà là hắn căn bản trốn không thoát. Cửu U Ma chủ ở trong cơ thể hắn bố trí một đạo phong ấn, một khi Tiêu Phàm tử vong, hắn cũng không sống nổi. Nếu là hắn rời đi, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, đã như vậy, còn không bằng hắn lưu lại, chí ít còn có một tia cơ hội. Tiêu Phàm hiển nhiên cũng là biết rõ phong ấn này, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có thật nghĩ một người ngăn lại càn lực ma tôn. Bởi vì coi như hắn có thể đủ ngăn chặn càn lực ma tôn,
cái kia bán bộ thánh tôn cảnh dị ma, hắn cũng không làm gì được. Bất quá Tiêu Phàm không biết là, cách đó không xa còn chưa rời đi thần phong, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng nóng rực, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là Tu La tộc tộc trưởng, thời điểm then chốt, đều là cái thứ nhất đứng ra. Nghĩ vậy, thần phong đối Tiêu Phàm cách nhìn lần nữa phát sinh biến hóa. Nếu như nói, Tiêu Phàm thực lực đã đủ để cho hắn kinh hãi, nhưng giờ phút này, nhường hắn càng thêm vui mừng chính là Tiêu Phàm nhân cách mị lực. Chí ít dạng này tộc trưởng, sẽ không đem bọn hắn hướng trong hố lửa đẩy. Thở sâu, thần phong một bước tiến lên, xuất hiện ở Tiêu Phàm một bên, trầm giọng nói, tộc trưởng, để ta ở lại cản hắn. Ngươi, Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem thần phong, trong lòng lại là nở nụ cười, chờ đúng là ngươi câu nói này. Tiêu Phàm không biết thần phong có phải hay không càn lực ma tôn đối thủ, nhưng trên người của hắn cái kia 300 kim tu la, nếu như đồng thời xuất thủ, đừng nói một cái nhất tinh ma tôn, liền là chân chính nhị tinh ma tôn, cũng có thể đẩy lui. Chỉ là ở Tiêu Phàm xem ra, hắn nếu chủ động để thần phong cùng 300 kim tu la tham chiến, có thể sẽ để bọn hắn sinh ra hiểu lầm, cho là mình không quan tâm bọn hắn tính mệnh, để bọn hắn đi chịu chết. Mà bây giờ, thần phong chủ động nói ra, vậy liền không liên quan hắn sự tình. Tộc trưởng yên tâm, thuộc hạ định không phụ kỳ vọng. Thần phong vẻ mặt trịnh trọng nói, hắn giờ phút này, đối Tiêu Phàm tộc trưởng này không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Tiêu Phàm nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta và ma toan giết chết cái kia ngũ tinh ma đế, lập tức đến giúp ngươi. Thần phong cười gật gật đầu, mà lúc này, cái kia càn lực ma tôn cũng rốt cục mở miệng nói xong. Vậy có thể đi chết, càn lực ma tôn thật lâu chưa từng động thủ, chính là muốn thấy được Tiêu Phàm trên mặt bọn họ tuyệt vọng, hắn rất hưởng thụ người khác lộ ra vẻ sợ hãi lúc tiếng thét chói tai, cái này với hắn mà nói là một loại niềm vui thú cùng hưởng thụ. Về phần thí thần cùng tà vũ bọn họ đào tẩu, hắn cũng lơ đễnh, bởi vì hắn chưa bao giờ cho rằng, thí thần bọn họ có thể trốn được. Hắn thấy, giết chết Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan bọn họ, căn bản sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian. Thần phong không có mở miệng, mà là xòe bàn tay ra, một tòa cỡ nhỏ cung điện lập tức xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Cung điện không ngừng biến lớn, trở nên lớn quá trình bên trong, cung điện tự động mở ra, bộc lộ ra bên trong 300 kim tu la. 300 cỗ mạnh mẽ khí tức tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cỗ nổ tính khí thế bay thẳng vân tiêu, chân trời mây đen đều bị chấn vỡ. A, càn lực ma tôn nhìn thấy cái kia 300 kim tu la, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tò mò, ngay sau đó trở nên tham lam, dò ra một bàn tay hướng về cung điện chộp tới. Đệ lục thần vệ doanh, thần phong một tiếng quát mắng. Ở, chỉnh tề thanh âm vang vọng thiên khung, khí sâu vân tiêu, rộng lớn khí thế, không thể so với hạ phẩm thánh tôn yếu, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Dựng cung, theo thần phong ra lệnh một tiếng, 300 kim tu la cùng nhau lấy ra sau lưng trường cung cùng mũi tên, giờ khắc này, bọn họ dường như toàn bộ đều hóa thành thần xạ thủ, trên người chán phóng một cỗ vô địch phong duệ chi khí. Bắn, thần phong không có chút nào dừng lại, đối mặt hạ phẩm thánh tôn càn lực ma tôn, hắn mặc dù mảy may không khẩn trương, nhưng cũng sẽ không nhỏ dò xét. Siêu siêu, 300 kim sắc tiễn vũ vạch phá thương khung, hư không truyền đến từng đợt tiếng nổ đùng đoàng, mũi tên những nơi đi qua, hư không ẩn ẩn có loại muốn vỡ nát xu thế. Càn lực ma tôn cảm nhận được cỗ khí thế kia, cũng là rung động không thôi, bản năng muốn né tránh, có thể cái kia mũi tên tốc độ thực sự quá nhanh. Đến mức cách rất xa, 300 mũi tên phảng phất một cái chỉnh thể, khí thế kia càng là dung hợp lại cùng nhau, hùng uy ngập trời. Phù một tiếng giòn vang, càn lực ma tôn bàn tay trực tiếp nổ tung, bị cái kia mũi tên cho phá tan thành từng mảnh. Nhưng mà, mũi tên vẫn không có đình chỉ thế công, thẳng đến bộ ngực của hắn. Giống, càn lực ma tôn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chán phóng vô lượng kim quang, trong tay càng là xuất hiện một khối tấm chắn pháp bảo. Hắn tự biết không tránh thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Bành một tiếng nổ vang, chỉ thấy trong tay hắn tấm chắn trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số kim quang biến mất, bất quá, những mũi tên kia lông cũng hóa thành cho bụi. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, cũng là âm thầm kinh hãi, hắn phát hiện, bản thân vẫn là khinh thường 300 kim tu la. Bọn họ không riêng gì có được tu vi, hơn nữa còn đã trải qua vô số huyết vũ,
hiển nhiên cũng là từ ngàn vạn thi cốt bên trong bỏ ra tới nhân vật. Cũng coi như càn lực ma tôn cho rằng tránh thoát một kiếp thời khắc, thần thanh âm của gió gần như đồng thời vang lên, lại là một vòng mũi tên bắn một lượt mà đến, khí thế như hồng. Càn lực ma tôn trợn tròn mắt, xoay người chạy, còn không chờ hắn phóng ra bước chân, những mũi tên kia lông liền xuyên qua hắn thân thể, đường đường nhất tinh ma tôn, trực tiếp bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Càn lực ma tôn trợn to hai mắt, trong miệng máu đen cuồng phún, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem ngực những cái kia lỗ hổng, đều là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm cũng là không khỏi kinh hãi, nhìn chằm chằm cái kia 300 kim tu la, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, thật mạnh. Tiêu Phàm nguyên bản còn cho rằng cái này 300 kim tu la có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng mà lúc này, 300 kim tu la hiện ra uy lực cực kỳ mạnh về sau, lại là để Tiêu Phàm thay đổi cách nhìn. 300 kim tu la, có thể cùng bình thường 300 thánh đế cảnh cường giả tối đỉnh khác biệt, bọn họ tinh khí thần đều cơ hồ dung hợp lại cùng nhau. 300 người hợp lực, sợ là trung phẩm thánh tôn đều có thể chém giết. Mà đối mặt hạ phẩm thánh tôn, Tiêu Phàm miễn cưỡng còn có cơ hội chạy trốn, nhưng đối mặt trung phẩm thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm cũng đồng dạng chỉ có thể chờ đợi chết. Có lẽ, có thể trong nháy mắt giết sạch còn dư lại 3 tòa thành trì cũng không nhất định. Nghĩ đến 300 kim tu la kinh khủng thực lực, Tiêu Phàm một bên ứng phó cái kia bán bộ thánh tôn cảnh dĩ ma, một bên trong lòng tính toán. Hắn trầm ngâm thời khắc, 300 kim tu la xuất thủ lần nữa, liên tục nhiều lần thiết kế, càn lực ma tôn vừa mới khôi phục nhục thân, lần nữa bị đánh xuyên, sắc mặt càng ngày càng trắng bạch. Càn lực ma tôn miễn cưỡng từ mũi tên phía dưới tránh ra, muốn chạy trốn. Vậy mà lúc này, thần phong lại đột nhiên đạp không mà lên, tay cầm trường kiếm nổi giận chém mà ra, một đạo huyết cầu vồng tại hư không nở rộ, che mất chân trời. Càn lực ma tôn đã bị đệ lục thần vệ doanh trọng thương, lực lượng giảm bớt đi nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng có thể đủ cùng thần phong chống lại. Nhưng một đòn phòng ngự phía dưới, trong nháy mắt thụ trọng thương, trong miệng thổ huyết không ngừng. Hắn là lực lớn vô cùng, có thể thần phong bọn họ căn bản không cho hắn cận chiến cơ hội, lực lượng có mạnh hơn thì có ích lợi gì. Thần phong một phen tấn công mạnh phía dưới, càn lực ma tôn càng ngày càng suy yếu lên, thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng. Cái kia vừa mới chế tạo vô thượng kim thân cũng bắt đầu sụp đổ. Mà lúc này, Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan hai cái liên thủ, thành công chém giết Liễu Khuyết cấp dưới. Tiểu tử, ngươi lần này nhặt được bảo, cửu U Ma Toan nhìn thấy nơi xa thần phong biến thái sức chiến đấu, cũng là một trận hâm mộ. Tiêu Phàm cười không nói, đệ lục thần vệ doanh thực lực quả thật không tệ, chỉ ít nhường hắn coi như hài lòng. Cái này khiến hắn trong lòng có chút chờ mong. Mặt khác năm nhánh thần vệ doanh cùng 6 chi ma vệ doanh lực lượng lại là làm sao đáng sợ. Bạo đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, chỉ thấy càn lực ma tôn trên người chán phóng hết sức bá đạo khí thế, toàn bộ hư không đều muốn lay động. Thần phong, mau lui lại, Tiêu Phàm kêu to, cái kia càn lực ma tôn, lại muốn tự bạo. Thần phong là bán bộ thánh tôn cảnh không sai, có thể cũng không khả năng ngăn cản được một cái hạ phẩm thánh tôn tự bạo. Dù sao, hạ phẩm thánh tôn tự bạo không chỉ có riêng là nhục thân cùng linh hồn lực lượng, còn có hắn bản nguyên, mặc dù hắn không biết dị ma phải chăng cũng tu luyện bản nguyên chi lực, có thể tự bạo uy lực khẳng định cũng không kém nơi nào. Không cần Tiêu Phàm nhắc nhở, thần phong đã toàn lực lui lại. Nhưng mà lúc này, để Tiêu Phàm bọn họ mắt trợn tròn chính là, càn lực ma tôn khí thế trên người đột nhiên bình ổn lại, cả người hóa thành một vệt sáng bắn về phía chân trời. CMN, chúng ta đây là bị đùa nghịch, cửu U Ma Toan sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem trốn chạy càn lực ma tôn. Tiêu Phàm cũng là kinh ngạc không thôi, hắn tự nhận là có trí khôn dị ma, tối đa cũng liền so bình thường dị ma thông minh mà thôi. Bất quá bây giờ xem ra, cái này thánh tôn cảnh dị ma, trí tuệ có vẻ như cũng đi theo thực lực tăng lên mà có chỗ tiến bộ a. Đi, trước diệt hết càn ma thành lại nói, Tiêu Phàm biểu tình ngoan sắc. Trực tiếp đạp không mà lên, cũng không quản thần phong phản ứng. Cửu U Ma Toan không chút do dự đi theo, truyền âm nói, tiểu tử, bằng hai người chúng ta thực lực, có thể diệt không xong càn lực ma tôn A, lại càng không cần phải nói càn ma thành. Ta biết, Tiêu Phàm trả lời, có thể ánh mắt lại là kiên định lạ thường. Vậy ngươi còn, cửu U Ma Toan không hiểu, đột nhiên, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc,
tiếp tục nói, ngươi có phải hay không hoài nghi, Thần Phong là cố ý thả đi Càn Lực Ma Tôn. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm mặt ngoài duy trì bình tĩnh, nhưng truyền âm ngữ khí lại là cực kỳ băng lãnh, nếu như không phải cố ý, hắn vì sao muốn xông đi lên, để lục thần vệ doanh mấy vòng mũi tên xuống tới, Càn Lực Ma Tôn còn có thể sống được sao? Cửu U Ma Toàn cũng là âm thầm gật đầu, cái kia mấy vòng mũi tên bắn một lượt, Càn Lực Ma Tôn liền đã bị trọng thương, căn bản không kiên trì được bao lâu. Thần Phong hoàn toàn không cần thiết chủ động giết tới, cái này cùng cố ý thả đi Càn Lực Ma Tôn, lại có gì khác nhau? Nếu như Tiêu Phàm không phải biết rõ Thần Phong cùng đệ lục thần vệ doanh là Tu La Tổ Ma lưu lại lực lượng, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ cho rằng bọn họ không có lòng tốt. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm cũng không có phương diện này nghĩ, bởi vì hắn còn nghĩ tới một loại khả năng khác, Thần Phong cố ý yếu thế, không muốn bại lộ đệ lục thần vệ doanh tất cả át chủ bài. Thả đi Càn Lực Ma Tôn, cũng chính là nói cho Tiêu Phàm, bọn họ đệ lục thần vệ doanh, không có diệt sát hạ phẩm thánh tôn thực lực, về sau đừng cũng không có việc gì để cho chúng ta ra sân. Thần Phong thầm nghĩ cái gì, Tiêu Phàm rất rõ ràng, nhưng là, nếu như ngươi ngay cả căn bản nhất tuân thủ mệnh lệnh đều làm không được, vậy ta cần ngươi làm gì? Tiêu Phàm cũng không muốn để một cái không an định nhân tố đợi ở bên người, dù cho đây là một chi không thể khinh thường lực lượng. Làm Tiêu Phàm quay đầu thời khắc, Thần Phong cũng theo sau, vẻ mặt hổ thẹn nói, thuộc hạ thất trách, còn mời tộc trưởng trách phạt. Ngươi xác thực tương đối thất trách, Tiêu Phàm rất muốn nói như vậy, nhưng hắn vẫn giấu ở trong lòng, cũng không có nói ra, mà là đạo, không ngại, tiếp xuống hủy diệt Càn Ma Thành, còn phải ỷ vào các ngươi. Thần Phong thần sắc như thường, nhưng trong lòng là ngưng tụ, chẳng lẽ Tiêu Phàm đối bọn hắn mới vừa biểu hiện đã có chút bất mãn? Là, tộc trưởng, thuộc hạ định dốc hết toàn lực. Thần Phong nghĩ nghĩ, vẫn là biểu lộ một lần quyết tâm. Nếu là thường xuyên cùng Tiêu Phàm đối nghịch, với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, Tiêu Phàm dù sao cũng là Tu La tộc tộc trưởng, như thế nào hạng đơn giản đây? Vậy liền vất vả các ngươi, Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Nhưng nụ cười này ở Cửu U Ma Toan xem ra, lại là nụ cười tà ác, nếu như Thần Phong còn dám có tâm tư khác, 8-9 phần 10 phải xui xẻo. Thần Phong trong lòng hồ nghi, nhưng hắn cũng càng ngày càng khẳng định, Tiêu Phàm là đối với hắn có chút bất mãn. Nếu như kế tiếp còn không thể để cho Tiêu Phàm hài lòng, Tiêu Phàm tuyệt đối không ngại vứt bỏ bọn họ chi này lực lượng. Một chi không cách nào nắm trong tay lực lượng, ai biết sẽ làm phản hay không cắn một cái đây. Ba người tốc độ rất nhanh, thời gian mấy ngày liền đi tới Càn Ma Thành bên ngoài, Càn Ma Thành lại là so với bọn hắn tưởng tượng muốn bình tĩnh rất nhiều. Chẳng lẽ Càn Lực Ma Tôn không trở về? Cửu U Ma Toan nhíu mày. Nếu như Cửu U Ma Toan trở lại Càn Ma Thành, theo lý thuyết hẳn là trận địa sẵn sàng đón quân địch mới đúng a, nhưng bây giờ, Càn Ma Thành phòng ngự cũng quá tầm thường. Thần Phong, động thủ, Tiêu Phàm cũng mặc kệ Càn Lực Ma Tôn có chưa có trở về, hắn hiện tại chỉ muốn thăm dò một lần đệ lục thần vệ doanh chân thành độ. Là, tộc trưởng, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, một lần này, Thần Phong lại là cực kỳ nhanh nhẹn, nhanh chóng lấy ra cung điện, ra lệnh một tiếng, trực tiếp công thành. Còn chưa xuất thủ, một cỗ hoảng sợ chi uy liền quét sạch mà ra, sao, lao thẳng tới Càn Ma Thành đi. Làm càn, cũng đúng lúc này. Một tiếng quát như sấm từ mấy người cách đó không xa truyền đến, đồng thời, một cỗ cường đại hơn uy nghiền ép hướng bọn họ. Tiêu Phàm sững sờ, quay đầu nhìn tới, ánh mắt trong nháy mắt rơi ở cách đó không xa một người cầm đầu mặc áo bào xanh trên người quái vật, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nói, lại một cái đi tìm cái chết. Làm càn, Tiêu Phàm lời nói, trong nháy mắt chọc giận đối diện đám người kia, những người này thường xuyên cùng thái cổ thần giới tu sĩ liên hệ. Hiển nhiên cũng đều sẽ thái cổ thần giới ngôn ngữ. Làm càn, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nếu như ám dạ ma tôn tới đây, hắn còn biết cảm thấy mình quả thật có chút làm càn. Nhưng lúc này người này, lại là so Càn Lực Ma Tôn yếu nhược Thanh Phong ma tôn, Tiêu Phàm nơi nào sẽ đem nó để ở trong lòng chớ. Thần Phong, giết, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lạnh lùng phun ra một câu. Là, tộc trưởng, Thần Phong thở sâu. Không thể không phục tòng mệnh lệnh, hắn biết rõ, lần này tuyệt đối không thể lại thả đi Thanh Phong Ma Tôn. Nếu như đối mặt so quỷ ảnh Ma Tôn còn nhỏ yếu hơn Thanh Phong Ma Tôn, hắn đều làm cho đối phương chạy, vậy liền không chỉ là yếu thế, mà là vô năng.
Đối với vô năng cấp dưới, Tiêu Phàm chắc là sẽ không khẳng định hắn giá trị. Nói xong, Thần Phong lần nữa triệu hồi ra đệ lục thần vệ doanh, 300 kim tu la bộc phát ra uy thế ngập trời, không đợi đối diện Thanh Phong Ma Tôn đám người lấy lại tinh thần, liền dựng cung bắn tên. Vòng thứ nhất mũi tên, giống như sao băng gào thét mà ra, chớp mắt liền đi tới Thanh Phong Ma Tôn trước người bọn họ, mọi thứ đều là như vậy nước chảy thành sông. Phốc phốc, Thanh Phong Ma Tôn không hổ là thánh tôn cảnh, nhanh chóng tránh thoát mũi tên đánh giết, nhưng hắn một đám cấp dưới lại không có may mắn như vậy, tất cả đều bị mũi tên bắn giết, không có một cái nào người sống. Các ngươi là ai? Thanh Phong Ma Tôn vừa giận vừa sợ nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ, dù cho lấy hắn thực lực, cũng bị đệ lục thần vệ doanh 300 tướng sĩ trấn nhiếp đến. Bắn, Thần Phong không để ý đến Thanh Phong Ma Tôn, lại là ra lệnh một tiếng, một lần này, 300 mũi tên ngưng tụ thành một cái chỉnh thể, khí thế bỗng kéo lên không ít. Thanh Phong Ma Tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quay người liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, cái kia 300 mũi tên tựa như khóa chặt hắn đồng dạng, mặc cho hắn làm sao chạy trốn, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Rơi vào đường cùng, Thanh Phong Ma Tôn đành phải chính diện mạnh mẽ chống đỡ, nhưng hắn còn chưa làm tốt toàn lực đánh trả chuẩn bị, thân thể liền bị mũi tên xuyên thủng, máu đen cuồng phún. Thanh Phong Ma Tôn trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, cái kia vốn là có chút mặt xấu xí bàng nhìn qua càng thêm dữ tợn. Hắn rất muốn chạy trốn, có thể căn bản liền trốn không thoát. Không đợi hắn thở một ngụm, vòng thứ hai mũi tên đã che mất hắn. Hỗn trướng, Thanh Phong Ma Tôn hét giận dữ, nó trong lòng hối hận tới cực điểm, sớm biết mình liền không đến Càn Ma Thành. Coi như đến Càn Ma Thành, cũng không nên tìm cái này thái cổ thần giới tu sĩ phiền phức. Mấy người kia, quá hung tàn, rõ ràng chỉ là thánh đế cảnh, lại có thể tùy tiện đồ sát hạ phẩm thánh tôn, lấy bọn hắn thực lực, hoàn toàn có thể xông sáo nhị tinh ma quật, thậm chí tam tinh ma quật A. Đến nhất tinh ma quật, đây không phải khi dễ người sao? Hắn Thanh Phong Ma Tôn tới nơi này, chẳng qua là muốn nói cho Càn Lực Ma Tôn, Phong Ma Thành bị thái cổ thần giới người tiêu diệt, bọn họ nhất định phải liên thủ cho thiên hoang người một bài học mới được. Lúc này, Phong Ma Tôn trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Phong Ma Thành không phải là những người này cho diệt A. Không thể không nói, Thanh Phong Ma Tôn nghĩ như vậy là đúng, chỉ là hắn không biết là, Tiêu Phàm bọn họ không chỉ diệt Phong Ma Thành, còn không có quỷ ảnh Ma Thành. Mà bây giờ, bọn họ lại chuẩn bị hủy diệt Càn Ma Thành. Mấy tức về sau, mấy vòng mũi tên xuống tới, Thanh Phong Ma Tôn rốt cục không chịu nổi, thân thể và linh hồn bị mũi tên tiêu diệt, chỉ còn lại có một khỏa mệnh ma thạch. Tiêu Phàm thấy thế, lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, lấy tay đem khối kia mệnh ma thạch nắm trong tay. Cái này Thanh Phong Ma Tôn, hình như là nhất khổ cực, tới chết cũng không biết bản thân chết ở trong tay ai. Cửu U Ma Toan cười một tiếng. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, đối dị ma, hắn không có hảo cảm gì, chính là đồ sát ức vạn, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lòng áy náy. Dị ma cùng thái cổ thần giới sinh linh, nhất định chính là không chết không thôi địch nhân. Một lần này, xem ra không chỉ có thể hủy diệt Càn Ma Thành, liền Xanh Phong Ma Thành cũng có thể hủy diệt. Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng, nói thần ma táng thổ chỉ còn lại có một tòa đêm tối ma thành, cái này miễn cưỡng coi là đã bình định. Một bên Thần Phong trầm mặc không nói, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại là có chút khinh miệt. Diệt đi Thanh Phong Ma Tôn không phải Tiêu Phàm, mà là bọn họ đệ lục thần vệ doanh, Tiêu Phàm loại kia đương nhiên, có hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Thần Phong, mang theo đệ lục thần vệ doanh diệt đi Càn Ma Thành cùng Xanh Phong Ma Thành. Tiêu Phàm cũng không có để ý tới Thần Phong suy nghĩ trong lòng, coi như biết rõ, hắn cũng không quan tâm. Tất nhiên đệ lục thần vệ doanh nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của hắn, hắn có thể đủ hiệu triệu dạng này một chi lực lượng, không cần bọn họ mới là người ngu hay sao. Thần Phong không thích Tiêu Phàm một đến hai, hai đến ba ỷ vào bọn họ, nhưng hắn lại không có công nhiên phản kháng Tiêu Phàm dũng khí. Chẳng qua là khi hắn nghe được tiếp xuống một câu lúc, Thần Phong bỗng ngây tại chỗ. Xong xuôi hai chuyện này, là đi hay ở, chính các ngươi quyết định. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, để lại một câu nói, hắn liền bay về phía Càn Ma Thành. Cửu U Ma Toan nhìn thật sâu Thần Phong một cái, cũng liền vội vàng đi theo bay đi, nhịn không được cho Tiêu Phàm truyền âm nói, tiểu tử, chi này lực lượng không phải bình thường mạnh a,
người thật cam lòng bọn họ rời đi. Không phải của ta lực lượng, dùng đến trong lòng không thoải mái. Tiêu Phàm thần sắc như thường, cũng không có bởi vì đệ lục thần vệ doanh cường đại đắc chí. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm liền bày ngay ngắn vị trí của mình, chi này lực lượng là mạnh, nhưng cũng không thuộc về hắn. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là Tiêu Phàm trong lòng không hâm mộ, nếu như vô tận thần phủ có thể có dạng này một chi lực lượng, như vậy thì sợ gì tất cả đây. Thần Phong ánh mắt phức tạp, hắn giờ mới hiểu được, bản thân vẫn luôn xem thường Tiêu Phàm. Dù cho hắn mặt ngoài giữ lại làm sao cung kính, có thể sâu trong nội tâm hắn cái chủng loại kia cao ngạo cảm giác, vẫn là hiển lộ không thể nghi ngờ, hơn nữa, loại này cao ngạo vì Tiêu Phàm không thích. Thần Phong thở sâu, vẫn là đi theo, vô luận là có hay không lưu lại, đây đều là Tiêu Phàm mệnh lệnh, hắn không thể không chống lại. Càn Ma Thành cùng Xanh Phong Ma Thành, một tòa cũng sẽ không buông qua. Cũng liền ở Tiêu Phàm bọn họ chuẩn bị đồ sát hai thành thời điểm, Quỷ Ảnh Ma Thành vị trí, trước đó chạy trốn thí thần cùng Tà Vũ bọn họ, đi mà quay lại. Mấy người điên cuồng tìm kiếm lấy Tiêu Phàm tung tích, có thể thật lâu đều không thu hoạch được gì. Tiêu huynh hắn, Hiên Viên Trảm Tiên thanh âm có chút nghẹn ngào, Tiêu Phàm vì cứu bọn họ, thật chẳng lẽ chết. Lão đại không có việc gì, thí thần một tiếng quát chói tai, trực tiếp đem Hiên Viên Trảm Tiên phía sau mà nói cho chấn động trở về, coi như cái kia càn lực ma tôn bị xử lý, lão đại đều sẽ không có việc. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nội tâm cũng là hết sức lo lắng, bằng không hắn cũng sẽ không như thế cường điệu Tiêu Phàm không sao. Ân, cũng đúng lúc này, Tà Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Quỷ Ảnh Ma Thành một cái phương hướng, dường như cảm ứng được cái gì. Sau một khắc, thân hình hắn bỗng lóe lên, trong nháy mắt xông vào xa xa phế tích. Thí thần bọn họ không biết vì sao, sau một hồi lâu, lại là nhìn thấy Tà Vũ vị trí phế tích, bỗng hiện ra vô tận máu tươi, giống như từng đầu ngập trời huyết hà, nhanh chóng hội tụ thành một cái biển máu. Cái này, thí thần bọn họ trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh hãi nhìn phía dưới huyết hải, chỉ cảm thấy da đầu đều kém chút nổ tung. Thí thần mấy người chỉ cảm thấy một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ bọn họ, để bọn hắn hô hấp đều trở nên ngạt thở lên. Chỉ thấy cái kia huyết hải càng lúc càng lớn, không ngừng khuếch tán, chỉ chốc lát sau, cả tòa Quỷ Ảnh Ma Thành đều bao phủ ở bên trong. Thí thần bọn họ vừa lui lại lui, tất cả đều bị trước mắt huyết hải cho thật sâu chấn nhiếp đến. Vô cùng mênh mông huyết hải. Không chỉ là đỏ tươi hết sức, hơn nữa còn hiện ra máu tanh nồng nặc chi khí, cùng túc sát chi khí, không biết là muốn chém giết bao nhiêu sinh linh, mới có thể hội tụ nhiều như vậy huyết dịch. Như thế chẳng diện, quá chấn động lòng người. Cho dù là thí thần bọn họ thánh đế cảnh tâm tính, cũng có chút ngạt thở, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Tà Vũ đây, thí thần nhìn chăm chú tứ phương, lại là không có tìm được Tà Vũ thân ảnh, sắc mặt âm trầm hết sức. Tiêu Phàm không thấy bóng dáng, đến bây giờ đều còn không tìm được, nếu là Tà Vũ lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy thật phiền toái. Thiên Y huynh, nhanh tính một quẻ, Hiên Viên Trảm Tiên giờ phút này cũng sẽ không bành trướng, ngược lại 10 điểm chăm chú nhìn Tử Thiên Y nói. Tử Thiên Y khóe miệng giật một cái, ngươi cho rằng ta là thần sao? Ta chỉ là một cái hội thần soán chi thuật thần soán sư mà thôi, coi như có thể đo lường tính toán. Thế nhưng không phải là cái gì đều có thể tính tới a. Các ngươi nhìn, không đợi Tử Thiên Y mở miệng, thí thần đột nhiên chỉ trong biển máu hoảng sợ nói. Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y hai người theo hắn hướng ngón tay chỉ nhìn tới, lại là nhìn thấy một bóng người ngồi xếp bằng ở trung ương biển máu. Là Tà Vũ, Hiên Viên Trảm Tiên hô nhỏ một tiếng, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đạo thân ảnh kia, có thể ngữ khí nhưng có chút rung động. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, thời khắc này Tà Vũ, nửa người trái đen như mực, mà nửa người phải lại là đỏ tươi như máu, quả nhiên là vô cùng quái dị. Bọn họ cũng coi là kiến thức rộng, có thể còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tà Vũ loại trạng thái này. Chủ yếu nhất là, có vẻ như hắn ngồi xuống phiến này huyết hải, là hắn thao túng duyên cớ. Tà Vũ có thể điều khiển phiến này huyết hải, thí thần mấy người kinh ngạc hết sức, trong đầu chẳng biết tại sao. Đột nhiên nghĩ tới Tà Vũ đoạn thời gian trước nói những lời kia. Mảnh này thần ma táng thổ, cùng hắn có một ít sâu xa. Chẳng lẽ trong miệng hắn sâu xa, chính là trước mắt phía này huyết hải. Hắn đang gạt lão đại, chém giết ba đại thánh tôn cảnh,
cũng không phải hắn sư tôn xúi dục, mà là hắn đã sớm biết, chỉ có chém giết thần ma táng thổ dị ma nhất phương thành chủ, mới được hắn nghĩ muốn những vật này. Thí thần trong lòng phân tích. Ngay sau đó hắn lại lắc đầu, âm thầm nói thầm, hẳn không phải là, có lẽ hắn chỉ biết mình cùng thần ma táng thổ có một ít sâu xa, lại là không biết cụ thể sâu xa là cái gì, để cho lão đại hỗ trợ, cũng chỉ là thử thời vận mà thôi. Nghĩ vậy, thí thần ánh mắt chậm rãi trở nên hòa hoãn, nếu như là Tà Vũ cố ý tính toán Tiêu Phàm, thí thần tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha Tà Vũ. Nhìn thấy xa xa tất cả, thí thần bọn họ cũng không có quấy rầy, mà là yên lặng chờ đợi, thẳng đến 3 ngày sau, huyết hải chậm rãi thối lui, Tà Vũ mới tỉnh lại. Thí thần bọn họ không có tới gần, liền đứng ở đằng xa yên lặng chờ đợi, bọn họ cần Tà Vũ một cái trả lời thuyết phục. Lúc này, Tà Vũ đi tới thí thần bọn họ cách đó không xa, thở sâu, hơi hơi chắp tay nói, tạ mấy vị hộ pháp. Tà Vũ cũng sẽ không như vậy khách khí. Thí thần híp híp hai mắt, quát lên, ngươi là ai? Tà Vũ nghe vậy, hơi sững sờ, ngay sau đó cười nói, ta liền là ta không nghĩ tới, đúng như sư tôn nói tới như vậy, ta cùng với thần ma táng thổ quả thật có chút sâu xa, vừa mới chỉ là tiếp nhận một phần truyền thừa. Truyền thừa, thí thần kinh ngạc, hắn không có hoài nghi Tà Vũ mà nói, đối phương căn bản không cần thiết lừa bọn họ. Không sai, hiện tại có nhiều thứ, ta còn không thể nói với các ngươi, bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta coi như không là bằng hữu nữa, cũng vĩnh viễn sẽ không trở thành địch nhân. Tà Vũ trịnh trọng nói. Thí thần mấy người nhìn nhau, cuối cùng gật đầu nói, chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi. Tà Vũ cười nhạt một tiếng, nói, đã như vậy, tiếp xuống ta còn muốn tiến về Phong Ma Thành, lấy một phần khác truyền thừa, các ngươi nếu không trước về Thần Ma Thành chờ đợi Tiêu Phàm tin tức. Thí thần, Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên nhìn nhau, ở sâu trong nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Nơi này chính là thần ma táng thổ A, nếu như nói Tà Vũ cùng thần ma táng thổ có chút sâu xa, bọn họ cũng tin tưởng. Nhưng là, Tà Vũ truyền thừa, làm sao sẽ xuất hiện ở thần ma táng thổ đây? Phải biết, đã từng Tà Vũ, thế nhưng là chưa từng tiến vào thần ma táng thổ A. Ba người hoàn toàn nghĩ không hiểu, chỉ chốc lát sau. Ba người lúc này mới chăm miệng một lời, chúng ta bồi ngươi đi một chuyến. Tốt, Tà Vũ không có phản đối, có thí thần bọn họ giúp đỡ hắn hộ pháp, hắn cũng sẽ rất an toàn nhiều. Sau một khắc, bốn người đạp không mà lên, hướng về Phong Ma Thành vị trí bắn ra. Cũng liền ở Tà Vũ bọn họ đuổi tới Phong Ma Thành thời điểm, Tiêu Phàm cùng Cửu U Ma Toan đã tiêu diệt Càn Ma Thành, cũng mang theo thần phong giết tới Thanh Phong Ma Thành. Dù sao đã tiêu diệt ba tòa ma thành, Tiêu Phàm dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chuẩn bị trực tiếp đem Thanh Phong Ma Thành cũng cho diệt. Trong lúc đó, để Tiêu Phàm vui mừng là, thần phong vẫn là lựa chọn lưu lại. Cái này cũng đại biểu cho, thần phong từ nay về sau, sẽ không lại che giấu, liền tựa như hiện tại, Tiêu Phàm nhường hắn diệt đi Thanh Phong Ma Thành, hắn hoàn toàn không có chút gì do dự. Vẻn vẹn nửa ngày xuống tới. Thanh Phong Ma Thành liền bị đệ lục thần vệ doanh đồ không còn một mảnh. Tiêu Phàm đi theo phía sau vơ vét Thanh Phong Ma Thành tài nguyên, cũng nhặt không ít mệnh ma thạch, cười không ngậm mồm vào được. Bốn tòa ma thành A, trừ bỏ Phong Ma Thành cùng Quỷ Ảnh Ma Thành bên ngoài, Càn Ma Thành cùng Thanh Phong Ma Thành hai tòa này thành trì tất cả tài nguyên, cơ hồ đều rơi vào một mình hắn trong tay. Những cái này tài nguyên, Tiêu Phàm thô sơ giản lược đánh giá một chút. Đủ để cho vô tận thần phủ sinh ra một chi ngàn người thánh đế cảnh đỉnh phong đại quân. Khỏi cần phải nói, chính là trong tay hắn mệnh ma thạch cũng không ít, trong đó nhất tinh ma tôn mệnh ma thạch 3 cái, ngũ tinh ma đế mệnh ma thạch 14 mai, tứ tinh ma đế mệnh ma thạch 83 mai, tam tinh ma đế mệnh ma thạch 267 mai. Nhất tinh ma tôn mệnh ma thạch Tiêu Phàm không biết có thể đổi lấy bao nhiêu công huân điểm, nhưng mặt khác những cái này mệnh ma thạch, cộng lại có thể đổi công huân điểm gần 25 vạn. Về phần nhị tinh ma đế trở xuống mệnh ma thạch, Tiêu Phàm liền số đều chẳng muốn lấy số, nhưng là hối đoái mấy vạn vẫn là không có vấn đề. Dù sao, hắn giết cũng không phải một hai cái dị ma, mà là đồ thành, hơn nữa đổ bốn tòa thành trì, tử vong dị ma số lượng có thể nghĩ, tuyệt đối không phải một dạng nhiều. Tiêu Phàm đứng ở đã trở thành phế tích Thanh Phong Ma Thành phía trên. Còn người ngắm nhìn về phía chân trời, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm nói, Tà Vũ hứa hẹn cũng coi là hoàn thành, tiếp xuống cũng nên rời đi thần ma táng thổ.
tiểu tử, nếu không dứt khoát đem sau cùng ám dạ ma thành cũng cho đồ. Cửu U Ma Toàn khá là không muốn nói, đồ sát hai tòa thành trì, hắn thôn vệ không ít linh hồn, tựa như tùy thời có thể hồi phục thánh tôn cảnh tu vi. Thật muốn diệt ám dạ ma thành, cái kia dị ma còn không phải phát cuồng. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, trực tiếp đạp không mà lên. Hắn không biết là, hiện tại hắn mặc dù chỉ tiêu diệt bốn tòa ma thành, có thể dị ma cũng đồng dạng nổi điên. Ám dạ ma thành, chính là thần ma táng thổ dị ma một phương thành trì lớn nhất, cũng là một tòa duy nhất có trung phẩm thánh tôn cường giả trấn giữ thành trì. Hắn thành chủ tên là ám dạ ma tôn, nhị tinh ma tôn thực lực, phóng nhãn thần ma táng thổ, cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Một tòa đại điện bên trong, tụ tập không ít dị ma, thủ tọa phía trên, ngồi một đạo thân mặc trường bào màu đen bóng người, hắn toàn thân đen như mực, tản ra u quang. Đầu nhẵn bóng đỉnh mọc ra một đôi sừng thú, lộ ra một cỗ phong duệ chi khí. Người này, chính là ám dạ ma tôn. Lý giải ám dạ ma tôn người đều biết rõ, bình thường ám dạ ma tôn, thế nhưng là hăm hở, thân làm thần ma táng thổ dị ma nhất phương lão đại, hắn quả thật có dạng này vốn liếng. Vậy mà lúc này giờ phút này, ám dạ ma tôn lại không thể trước hăng hái hoa, ngược lại mặt âm trầm, nhìn qua có chút đáng sợ. Phía dưới một đám dị ma cúi đầu, không dám nhìn thẳng ám dạ ma tôn, liền hô hấp đều có chút gấp rút. Ám phong, truyền bản tôn chi lệnh, sau nửa tháng, mọi người cùng tụ thần ma thành bên ngoài. Sau nửa ngày, ám dạ ma tôn lúc này mới phun ra một câu, cái kia đen nhánh trên mặt che kín xương lạnh. Là, đại nhân, đại điện dãy trái phía trước nhất một cái cùng ám dạ ma tôn giống nhau đến mấy phần thân ảnh tiến lên cung kính nói, dừng một chút. Hắn lại nhắc nhở, đại nhân, nếu như phía trên biết rõ chúng ta vây công thần ma thành, cái kia. Cái này gọi ám phong người cũng không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu, lớn quy củ tiến công thần ma thành, tất nhiên sẽ đánh vỡ cân bằng, gây nên thái cổ thần giới nhất phương bắn ngược. Hừ, ám dạ ma tôn lạnh rên một tiếng, tức giận nói cái gì đó. Nếu như giờ phút này chúng ta còn thờ ơ, đó mới là phế vật, người cảm thấy. Phía trên sẽ cho phép một cái phế vật ngồi ở chỗ này sao? Ám dạ ma tôn lời nói rất trực bạch, hắn chính là vì mình vị trí, muốn ngồi tù vị trí này, hắn nhất định phải xuất thủ. Phải biết, bọn họ một phương chỉ có bốn tòa thành trì, có thể giờ phút này lại bị người tiêu diệt bốn tòa, đổi lại là ai đều khó có khả năng tiếp nhận. Bọn họ cao tầng nếu như biết rõ ám dạ ma tôn rác rưởi như vậy, vậy khẳng định là sẽ không để cho hắn tiếp tục lưu lại thần ma táng thổ. Đừng nói để ám dạ ma tôn yên ổn rời đi, liền là có thể nhường hắn sống sót, đoán chừng đều tương đối khó khăn. Ám dạ ma tôn tự nhiên cũng liền không quan tâm nhiều như vậy, hắn nhất định phải giết đầy đủ thái cổ thần giới tu sĩ cho cao tầng một cái công đạo. Thế nhưng là đại nhân, chúng ta bây giờ liền ai diệt đi bốn tòa thành trì đều không biết. Ám phong vẫn còn có chút lo lắng, cũng chỉ có hắn mới dám dạng này cùng ám dạ ma tôn nói chuyện. Dù sao. Hắn cũng là ám dạ ma tôn thủ hạ hai đại hạ phẩm thánh tôn một trong. Chẳng lẽ trừ bỏ thái cổ thần giới người, sẽ còn là người chúng ta hay sao? Ám dạ ma tôn cười lạnh nói, hắn lăng lệ con ngươi hung hăng chừng ám phong một cái. Tựa như chỉ cần ám phong còn dám nói nửa câu mà nói, hắn liền chuẩn bị động thủ. Ám phong cũng 10 điểm lý giải ám dạ ma tôn làm người, đành phải ngậm miệng không nói, dù sao, ám dạ ma tôn mà nói cũng nói đúng. Trừ bỏ thái cổ thần giới người, không có người sẽ diệt sạch bọn hắn bốn tòa thành trì. Thuộc hạ cáo lui, đêm tối cúi đầu, cung kính rời khỏi đại điện bên trong, đi truyền đạt ám dạ ma tôn mệnh lệnh. Một ngày này bắt đầu, thần ma táng thổ dị ma bắt đầu bạo động, tiếng oanh minh, tiếng giống giận dữ thỉnh thoảng vang vọng đất trời. Cả tòa ma quật cũng bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên, vô số dị ma tựa như nổi điên đồng dạng, nhìn thấy thái cổ thần giới tu sĩ liền giết. Cũng may vừa mới hướng thần ma táng thổ đưa 20 vạn thái cổ thần giới tu sĩ, về số lượng, miễn cưỡng có thể đủ ngang hàng. Bằng không, thái cổ thần giới một phương, coi như thật thảm. Chỉ bất quá, hàng vạn mà tính thánh đế cảnh cường giả va chạm, cũng là cực kỳ khủng bố. Thần ma táng thổ sơn xuyên đại địa tất cả đều vỡ nát, khắp nơi đều tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diệt, không gian cũng bạo động không thôi, không ngừng hướng về thần ma thành phương hướng lan tràn. Mà hết thảy này, Tiêu Phàm lại là không biết,
hắn ở diệt đi Thanh Phong Ma Thành về sau, liền cực tốc chạy tới Thần Ma Thành cùng thí thần bọn họ hội hợp. Chỉ là để Tiêu Phàm buồn bực là, hắn dùng truyền âm ngọc phù cho thí thần bọn họ nhắn lại, có thể thí thần bọn họ lại chưa hồi phục. Ta làm trễ nải tốt mấy ngày, có lẽ hắn môn đã rời đi Thần Ma Táng Thổ, tiến về Thiên Hoang. Tiêu Phàm âm thầm nghĩ tới. Trước đó Tiêu Phàm bọn họ hoa 1-2 tháng mới đuổi tới Phong Ma Thành, nhưng lần này trở lại Thần Ma Thành, Tiêu Phàm vẻn vẹn mất 6-7 ngày. 4 tòa thành chỉ bị hắn giết sạch, dị ma cũng ít đi không ít, huống chi, có cửu U Ma Toan cùng thần phong thủ hộ, Tiêu Phàm tự nhiên không cố kỵ gì. Thần Ma Thành, Tiêu Phàm giáng lâm quảng trường, thật vất vả mới tìm được hối đoái thân phận bài địa phương. Muốn tiến về Thiên Hoang, nhất định phải có Thần Ma Táng Thổ xuất cụ thân phận bài. Mà muốn Thần Ma Táng Thổ xuất cụ thân phận bài, nhất định phải ở Thần Ma Táng Thổ lấy được 1.000 công huân điểm, cũng chính là đầy đủ mệnh ma thạch. Chỉ là, làm Tiêu Phàm đem 1.000 mai nhất tinh ma đế, cũng chính là thánh đế cảnh tiền kỳ dị ma mệnh ma thạch lấy ra lúc, cái kia hối đoái thân phận bài người hầu trợn tròn mắt. 1.000 nhất tinh ma đế A, đây chính là tương đương với thái cổ thần giới 1.000 thánh đế cảnh tiền kỳ cường giả. Gia hỏa này có vẻ như chỉ có thánh đế cảnh trung kỳ tu vi A, có thể lúc này mới tiến đến bao lâu, vậy mà giết 1.000 nhất tinh ma đế. Ngoan nhân A, người hầu trong lòng thở sâu, thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, vội vàng cho Tiêu Phàm hối đoái thân phận bài, không dám có chút do dự. Dạng người này, cũng không phải hắn có thể đủ đắc tội. Tiêu Phàm tiếp nhận thân phận bài, kiểm tra một hồi bên trong tin tức, như hắn đoán như vậy, bên trong không chỉ có tên của hắn, còn có hắn ở Thái Cổ Thần Giới một chút tin tức. Chủ yếu nhất là, bên trong còn có 1.000 công huân điểm, đối phương cũng không có cắt xén hắn. Thu hồi thân phận bài, Tiêu Phàm lại đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi, tòa kỵ cùng cấp dưới tiến vào Thiên Hoang, có cần hay không thân phận bài. Nói đến đây, Tiêu Phàm ánh mắt chuyển hướng cửu U Ma Toan cùng thần phong ngược lại là lơ đễnh, hắn chỉ vì Tu La tộc tộc trưởng phục vụ, tự nhiên xem như Tiêu Phàm cấp dưới. Ngược lại là cửu U Ma Toan, lại là vẻ mặt không vui, hắn đường đường cửu U Ma Toan, thần thú bảng xếp hạng đệ bát tồn tại, làm sao có thể trở thành người khác tòa kỵ đây. Bất quá, nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia cười híp mắt ánh mắt lúc, hắn lời đến khóe miệng, lại nén trở về. Người hầu quét hai người một cái, gật đầu nói, ở Thiên Hoang nếu là không có thân phận bài, liền không nhận Thiên Hoang bảo hộ. Người hầu ý tứ, Tiêu Phàm nghe rõ, hóa ra không có thân phận bài, cũng là có thể tiến vào Thiên Hoang, nhưng nếu là ở Thiên Hoang bị người giết chết, cái kia chết cũng liền chết vô ích. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vẫn là quyết định cho hai người làm một khối thân phận bài, ngay sau đó hắn lại lấy ra 2.000 nhất tinh ma đế mệnh ma thạch. Người hầu kia sớm đã kinh ngạc tột đỉnh, 1.000 mệnh ma thạch, đã đủ để cho hắn rung động, có thể 3.000 mệnh ma thạch, nói câu khó nghe, hắn ở đây làm người hầu lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy mệnh ma thạch. Phiền phức nhanh lên, ta thời gian đang gấp, Tiêu Phàm nhìn thấy người hầu ngây ra như phỗng, ngay sau đó lại ném ra mấy chục mai nhất tinh mệnh ma thạch, xem như cho hắn tiền thưởng. Là, ngài chờ một lát. Người hầu liên xưng hô đều trở nên tôn kính lên, một bên làm thân phận bài, một bên cho Tiêu Phàm giảng giải tiến về Thiên Hoang hẳn là chú ý hạng mục công việc. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, chỉ ít bản thân mấy cái này mệnh ma thạch hoa vẫn là đáng giá. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm làm xong mệnh ma thạch, dựa theo người hầu chỉ đạo, đi tới một tòa đại điện bên trong, lấy ra thân phận bài về sau, Tiêu Phàm trực tiếp thông qua lóe lên truyền tống môn rời đi Thần Ma Táng Thổ. Cũng liền ở hắn rời đi tầm nửa ngày sau, Thần Ma Thành trên không vang lên một đạo cảnh báo chiến minh âm thanh, đồng thời một tiếng quát như sấm vang vọng thương khung. Dị ma đột kích, tất cả mọi người tiến vào một cấp chuẩn bị chiến đấu. Theo cái kia tiếng quát như sấm cùng cảnh tiếng chuông vang lên, nguyên bản yên lặng Thần Ma Thành, đột nhiên trở nên táo động. Vô số thân ảnh phóng lên tận trời, xuất hiện ở trên tường thành, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thần Ma Táng Thổ chỗ sâu. Đồng thời, Thần Ma Thành phía trên cũng tách ra từng đạo hà mang, tạo thành một màn ánh sáng, đem Thần Ma Thành bao phủ ở phía trên. Một cấp chuẩn bị chiến đấu, đây là dị ma triều dâng sao? Thần Ma Táng Thổ, không phải đã mấy trăm năm không có phát sinh đại chiến dịch sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra, không phải là có người nghĩ sai rồi à?
cái gì nghĩ sai rồi? Các ngươi không biết sao, dị ma một phương 5 tòa thành trì, bị người giết sạch 4 tòa, các ngươi nói, dị ma có thể không cuồng sao? Tê vừa bắt đầu thần ma thành tu sĩ còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng làm người biết chuyện nói ra nguyên do về sau, tất cả mọi người nhìn không được hít một hơi lạnh. Dị ma một phương chỉ có 5 tòa thành trì, bây giờ vậy mà bị tiêu diệt 4 tòa. Dị ma không cuồng mới là lạ, lần này, sợ là còn dư lại dị ma, đều sẽ vây công thần ma thành. Nghĩ vậy, rất nhiều tu sĩ sắc mặt đều trở nên hết sức âm trầm, dị ma nếu như phát cuồng, thần ma thành có thể chưa chắc có thể ngăn cản được. Dù sao, nhiều năm như vậy an nhàn, có thể cũng không đại biểu thần ma thành có thể trấn trụ dị ma một phương, mà là hai người xem như ở vào một cái cân bằng mà thôi. Một khi loại này cân bằng bị phá vỡ, đối với thiên hoang tu sĩ mà nói, tuyệt đối là tai nạn tính. Cái nào hỗn chứng làm chuyện tốt, một tiếng tiếng chửi nhỏ vang lên, bốn phía tu sĩ cũng là bầu không khí hết sức. Giờ phút này, chính giữa tường thành, một cái hắc y thanh niên đứng chắp tay, híp hai mắt lạnh lùng hướng về nơi xa, trên người trán phóng khí tức như có như không. Hầu tử, Thiếu Bụi cùng Vân Yên bọn họ đâu? Hắc y thanh niên cũng không quay đầu lại nói. Hầu tử trong mắt trán phóng lo lắng ý tứ, hít sâu một cái nói, lão đại, ta đã phái người đi đón bọn họ, hẳn là rất nhanh sẽ trở lại, ngược lại là cái này dị ma triều dâng, ta có chút lo lắng. Hắc y thanh niên nghe vậy, sầm mặt lại, trong lòng có loại dự cảm bất an. Lão đại, chúng ta có cần hay không hướng lên trời hoang cầu viện? Hầu tử nghĩ nghĩ lại nói. Dị ma tứ đại thành trì bị diệt, không giận mới là lạ chứ. Lần này tất cả dị ma vây công thần ma thành, chí ít cũng có hơn mấy chục vạn, cái này mấy chục vạn, cũng không phải đại đế cảnh, mà là thánh đế cảnh a. Dù cho dị ma bên trong thánh đế cảnh tu vi, chỉnh thể mà nói không bằng thiên hoang thánh đế cảnh, nhưng số lượng đã hoàn toàn nghiền ép. Tạm thời không cần, hắc y thanh niên khoát khoát tay, nói, trừ bỏ đến thần ma táng thổ lịch luyện người, một lần này. Không phải còn có thái cổ thần giới 20 vạn người sao? Dừng một chút, hắc y thanh niên trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, nói, ở thái cổ thần giới an nhàn quá lâu, cũng nên để bọn hắn gặp một lần huyết. Hầu tử đám người gật gật đầu, sức mạnh hàng đầu, bọn họ không thiếu, bởi vì bọn hắn mấy người cũng là hạ phẩm thánh tôn. Bọn họ nhận được tin tức, dị ma một phương tứ đại thành chỉ bị diệt, liên thông thành chủ cũng bị chém giết, chỉ có càn lực ma tôn đào thoát. Coi như tăng thêm càn lực ma tôn, dị ma một phương cũng chỉ có 4 cái nhất tinh ma tôn. Nếu như thực lực như vậy, còn phải hướng lên trời hoang cầu viện, đừng nói thiên hoang cao tầng sẽ xem thường bọn họ, ngay cả chính bọn hắn đều có chút xem thường bản thân. Các ngươi nói, giết chết phong ma tôn đám người rốt cuộc là ai? Hầu tử lại hỏi. Trong đó một cái váy đen nữ tử suy nghĩ một chút nói, ta nghe nói cái gì đó vạn tộc thiên tài bảng gần phía trước mấy người. Trong đó có 2 người giống như gọi đế thái ất cùng thánh nhân hoàng, bọn họ triệu tập trên 1.000 người vây công quỷ ảnh ma thành, có lẽ là bọn họ giết a, những người này quá chỉ vì cái lợi trước mắt, thật sự cho rằng dị ma là dễ giết như vậy sao? Một cái khác tương đối to con nam tử mở miệng, nửa người trên hiển lộ ra cứng cáp có lực màu đồng cổ cơ bắp, tràn đầy bạo tạc lực. Hắn nói như vậy, hiển nhiên không tin đế thái ất cùng thánh nhân hoàng bọn họ có thực lực diệt đi 4 tòa thành trì. Xác thực không phải bọn họ. Hầu tử gật đầu nói, ta mấy ngày trước đây gặp được đế thái ất cùng thánh nhân hoàng, bọn họ đã rời đi thần ma táng thổ, tiến về thiên hoang. Đám người nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ trầm tư, nếu như nói là thánh nhân hoàng cùng đế thái ất tiêu diệt 4 tòa thành trì, về thời gian không khớp. Mặt khác, bọn họ cũng không tin, những người này có diệt đi 4 tòa ma thành thực lực. Nhưng trừ bỏ thánh nhân hoàng mấy người, bọn họ lại nghĩ không ra. Còn có người nào có thực lực như vậy? Lão đại, người nói có đúng hay không lần trước tiến vào thần ma táng thổ liền chạy trốn những người kia? Hầu tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ta nghe nói, trong bọn họ có một người gọi là Tà Vũ, lấy lực lượng một người đẩy lui đế thái ất bọn họ. Tà Vũ, hắc y thanh niên lông mày hơi nhíu, người này có lai lịch gì? Cụ thể ta không rõ lắm, nhưng là ta nghe Thiếu Bụi bọn họ nói qua, cái kia gọi là Tà Vũ. Sư tôn tựa như là tà thần. Hầu tử hít sâu một cái nói. Khi hắn nói ra tà thần 2 chữ này lúc, rõ ràng hết sức ngưng trọng, thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút gấp rút. Tà thần,
Đám người nghe nói như thế, tất cả đều hít một hơi hơi lạnh. Hắc y thanh niên cũng khó lộ ra ngưng trọng, trong mắt còn hiện lên một tia sùng bái, nói, vạn năm trước đó, huyên náo sôi sùng sục, liền thiên hoang thần các cùng các đại thế gia vọng tộc đều vô cùng kiêng kỵ tà thần, cao ngạo như hắn, vậy mà cũng thu đồ đệ. Nói đến đây, hắc y thanh niên lộ rõ ra vẻ mong đợi, hắn tựa như muốn nhìn một chút tà thần đồ đệ, sẽ là như thế nào mặt hàng. Lão đại, ta nghe nói tà thần năm đó tiến vào thần ma táng thổ, lấy lực lượng một người tiêu diệt hai cái hạ phẩm ma tôn, nếu như cái này bốn tòa ma thành đều là hắn đồ đệ giết chết, nghĩ đến đồ đệ của hắn cũng sẽ không kém đến đi đâu. Hầu tử lại bổ sung một câu. Dù vậy, ta Khương Thiếu Hư lại có sợ gì? Hắc y thanh niên mặt ngoài bất động thanh sắc, hơi hơi gật gật đầu, nhưng trong lòng là tự tin vô cùng. Ngay sau đó hắn đột nhiên ra lệnh một tiếng, truyền ta chi lệnh, tất cả mọi người đề phòng, phàm là tới gần thần ma thành vạn dặm dị ma, giết không tha. Là, những người khác gật đầu hẳn là. Hắc y thanh niên Khương Thiếu Hư thân làm thần ma thành chấn thủ, vô luận thân phận địa vị, hay là thực lực, hắn đều là thiên hoang ở thần ma táng thổ người thứ nhất. Ở đối mặt dị ma thời điểm, những người khác nhất định phải tuân thủ mệnh lệnh của hắn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cả tòa thần ma thành cũng sống lại, bên ngoài lịch luyện tu sĩ cũng nhao nhao bị chiêu mộ mà quay về. Đối mặt mấy chục vạn dị ma triều dâng, cho dù là hắn, cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, xem như hủy diệt bốn tòa ma thành công thần, đã lặng yên không tiếng động rời đi thần ma táng thổ. Thời khắc này Tiêu Phàm đã mang theo cửu U Ma Toan cùng thần phong tiến nhập một cái truyền tống môn bên trong, cảm thụ được bốn phía cường đại đè ép lực lượng, Tiêu Phàm chẳng những không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ, ngược lại biểu tình chờ mong. Thiên Hoang, ta tới, Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói. Cũng không biết qua bao lâu, chung quanh hắn có kia cường đại trói buộc chi lực biến mất, bắp thịt cả người trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Ngay sau đó, một cỗ nồng nặc nguyên khí tốc thẳng vào mặt, Tiêu Phàm không khỏi hít sâu vài khẩu khí. Hắn biết rõ, Thiên Hoang đến. Tiêu Phàm cảm thụ được bốn phía cái kia nồng nặc nguyên khí, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, trong lòng thì là hơi kinh ngạc. Trước đó không phải nghe nói Thiên Hoang không thích hợp thánh đế cảnh tu luyện sao? Nhưng nơi này nguyên khí nồng đậm, ít nhất là thái cổ thần giới mấy lần a. Dù cho bây giờ vô tận thần phủ, cũng vô pháp cùng nơi này so sánh. Ai nói Thiên Hoang không thích hợp thánh đế cảnh tu luyện, nếu như ta biết, cam đoan đánh không chết hắn. Tiêu Phàm tập trung ý chí, lúc này mới cẩn thận quan sát bốn phía. Chỗ của hắn, chính là một tòa rộng rãi đại điện, trong đại điện, trưng bày một cái to lớn truyền tống ngọc đài, chung quanh thì là một chút tiểu hình truyền tống ngọc đài, lớn nhỏ không đều, chí ít cũng có gần 100 cái. Hắn biết rõ, những cái này hẳn là thông hướng thần ma táng thổ truyền tống môn. Thiên Hoang khoảng cách các đại ma quật, đều cực kỳ xa xôi, muốn dựa vào phi hành, trong thời gian ngắn là không thể nào chạy đến. Mà muốn phòng ngừa dị ma xâm lấn, nhất định phải mượn nhờ dạng này truyền tống môn, mới có thể nhanh chóng trợ giúp các đại ma quật. Về phần truyền tống ngọc đài có lớn nhỏ người, nghĩ đến là bởi vì mở ra truyền tống môn, tốn hao đại giới cũng không nhỏ. Nhất là cái kia lớn nhất truyền tống ngọc đài. Tiêu Phàm thô sơ giản lược đánh giá một chút, cái này truyền tống ngọc đài chí ít cũng có thể truyền tống 5.000 người, nhiều mà nói, khả năng trên vạn người, hiển nhiên là thời khắc mấu chốt dùng để tăng binh ma quật dùng, lúc bình thường chắc chắn sẽ không mở ra. Thân phận bài, Tiêu Phàm còn không có tập trung ý chí, truyền tống trận cửa ra vào đột nhiên truyền đến một thanh âm, lại là một cái còng xuống lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa ra vào. Tiêu Phàm một trận kinh hãi, cái này lão giả lưng còng khí huyết suy biến, làn da nếp uốn, đoán chừng khoảng cách thiên nhân ngũ suy cũng không xa. Nhưng là, hắn khí tức trên thân lại cực kỳ nội liếm, dù cho lấy Tiêu Phàm tu vi, cũng nhìn không thấu đối phương mảy may. Tiêu Phàm thầm nghĩ lấy, lại là một bên lấy ra thân phận bài, cửu U Ma Toan cùng thần phong hai người cũng không do dự. Lão giả nhìn thoáng qua thân phận bài, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Đạm mạc nói, mới tới. Đúng, Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn luôn cảm giác lão giả này nhìn về phía hắn ánh mắt có chút lạnh lùng, bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Lão giả này sống cho tới bây giờ 5 tháng, sự tình gì không trải qua. Huống hồ,
hắn một mực trấn thủ truyền tống ngọc đài, mới tới tu sĩ cũng đã gặp không ít, hắn chỉ là ngàn vạn người bên trong một thành viên, đối phương không cần thiết đối với hắn bao nhiêu nhiệt tình. Cầm thân phận bài, tiến về thiên hoang thần các báo danh A. Lão giả lưng còng giám định Tiêu Phàm ba cái thân phận, ngay sau đó lại đem thân phận bài ném trở về. Tiêu Phàm tiếp nhận thân phận bài, hơi hơi thi lễ nói, đa tạ tiền bối. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người liền chuẩn bị rời đi đại điện, chỉ là không đợi hắn quay người, hắn liền đã ngừng lại thân hình, bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn xem lão giả lưng còng hỏi, tiền bối, xin hỏi thiên hoang thần các đi như thế nào? Truyền tống các cửa ra vào có một tòa tiếp dẫn điện, người rời đi truyền tống các liền có thể nhìn thấy, sẽ có người dẫn người đi. Lão giả lưng còng không nói thêm gì, đợi đến Tiêu Phàm ba cái rời đi truyền tống điện, hắn liền đóng lại truyền tống điện, vô ảnh vô tung biến mất. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, bản thân mới đến, đã sớm hẳn là làm tốt đưa mắt không quen chuẩn bị. Ba người đi ra truyền tống điện, tiến vào mấy người mi mắt là một chỗ sân rộng mênh mông, quảng trường hai bên, tất cả đều là dãy cung điện. Tiêu Phàm lúc này mới nhớ tới cái kia lão giả lưng còng lời nói, nơi này có vẻ như gọi là gì truyền tống các, nghĩ đến là chuyên môn truyền tống tu sĩ tiến về ma quật địa phương. Nhìn xem một tòa này tòa cung điện, Tiêu Phàm phát hiện, những cung điện này trừ bỏ đại khí rộng lớn một điểm, có vẻ như cùng thái cổ thần giới cũng không có khác nhau mấy. Mặc dù có chút chủng tộc hình thể to lớn, thậm chí giống như từng tòa tiểu sơn đồng dạng, có thể chỉ cần đạt tới thánh đế cảnh, hình thể đều có thể biến ảo, cung điện như vậy, đã đủ để đã dung nạp. Quảng trường phía trên, người đến người đi, có người từ truyền tống điện bên trong đi tới, cũng có người đi lại vội vã tiến vào truyền tống trận, hơn nữa, dạng gì chủng tộc đều có. Tiêu Phàm, cửu U Ma Toan cùng thần phong ba người dạng này tổ hợp, hoàn toàn không thấy được. Đi nửa ngày, Tiêu Phàm ba cái mới đi ra khỏi quảng trường, đi tới lối đi ra. Hắn nội tâm thầm than, cái này truyền tống các truyền tống điện thật đúng là không phải bình thường nhiều, vừa mới hắn một đường đi tới, chí ít cũng nhìn thấy mấy trăm tòa. Nếu như một tòa truyền tống điện truyền tống một cái ma quật, đây chẳng phải là nói, chí ít cũng có gần 100 cái ma quật. Mà ma quật bên trong, nói chung, yếu nhất cũng là thánh đế cảnh, nhất tinh ma quật dị ma, đều nắm chắc 10 vạn thánh đế cảnh dị ma. Cái kia mấy trăm tòa ma quật, lại phải bao nhiêu dị ma đây? Tiêu Phàm không cách nào tiếp tục nghĩ, nguyên bản hắn cho rằng thánh đế cảnh đã coi như là cường giả, có thể hiện tại xem ra, vẫn là hạng chót tồn tại. Tiểu tử, nơi đó, mới vừa đến cửa đại điện, cửu U Ma Toan đột nhiên nhìn về phía một bên một tòa cỡ nhỏ cung điện, phía trên cung điện mang theo một tấm bảng, phía trên viết ba chữ lớn, tiếp dẫn điện. Truyền tống các cửa ra vào, không thể lưu lại. Đang lúc Tiêu Phàm suy nghĩ thời khắc, quảng trường cuối cùng, truyền tống trận giữ cửa mấy cái tướng sĩ có người quát lên. Tiêu Phàm nghe vậy, vội vàng rời đi truyền tống các, hướng về một bên tiếp dẫn điện đi đến. Tiếp dẫn điện bên trong, cũng có vẻ 10 điểm yên tĩnh. Mặc dù hắn không biết tiếp dẫn điện cụ thể dùng như thế nào, nhưng hắn cũng có thể từ lão giả lưng còng ngắn gọn trong giọng nói nghe ra tiếp dẫn điện tác dụng, hẳn là chuyên môn tiếp dẫn người mới tới dùng. Chỉ là, mặc dù thái cổ thần giới tiến vào thiên hoang tu sĩ nhiều đến 20 vạn, có thể đồng thời thông qua khảo nghiệm, tiến vào thiên hoang cũng không có nhiều người. Lần này, cũng chỉ có Tiêu Phàm ba người bọn hắn. Mà cái này, đã coi như là khá nhiều, bằng không, vài ngày đều chưa chắc có thể nhìn thấy một người. Dù sao, cái này 20 vạn người, trong vòng trăm năm đều không thể thông qua khảo hạch người đều số lượng cũng không ít. Có đợi đến vòng tiếp theo thăng thiên đại điển tu sĩ tiến đến, cũng chưa chắc có thể thông qua. Tiếp dẫn điện nói là một tòa đại điện, kỳ thật chỉ là một chỗ đơn giản cơ quan. Tiêu Phàm quét đại điện bên trong một cái, lại là nhìn thấy trong đại điện trưng bày tầm 10 cái bàn, chỉ bất quá đại bộ phận cái bàn một bên không có một ai, chỉ có duy nhất trên một cái ghế, nửa nằm một bóng người, người kia tựa như ngủ thiếp đi, biểu lộ ra nhỏ nhẹ ngáy mũi tiếng. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ mình còn muốn tại bậc này lấy hắn tỉnh lại. Khục Tiêu Phàm lễ phép ho nhẹ một tiếng, nói có nhiều quấy rầy các hạ, xin hỏi thiên hoang thần các đi như thế nào. Nói xong, Tiêu Phàm lặng lặng chờ đợi hồi phục, có thể chờ một hồi, người kia vẫn không có để ý tới. Đường đường thánh đế cảnh cường giả,
không có khả năng liền điểm ấy tính cảnh giác đều không có a. Không cần nghĩ cũng biết, đối phương căn bản chính là cố ý không để ý hắn. Các hạ, Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, dạng này chờ đợi, ai biết đợi đến năm nào tháng nào. Im miệng, nhưng mà, không đợi Tiêu Phàm nói hết lời, đạo kia nằm bóng người, đột nhiên quát Tiêu Phàm, tức giận nói, không thấy được lão tử đang ngủ sao, còn dám quấy rầy lão tử đem ngươi ném ra bên ngoài. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, bản thân vừa tới nơi này, liền gặp gỡ kẻ khó chơi. Không nghe thấy sao, lăn ra ngoài. Liền khi Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, đối phương vừa giận quát. Tiêu Phàm nghe vậy, khóa chặt lông mày đột nhiên chậm rãi buông ra, nhìn về phía Cửu U Ma Toan nói, có nghe hay không, đem hắn ném ra bên ngoài. Cửu U Ma Toan sững sờ, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà gan to như vậy, cái này vừa tới thiên hoang, liền chuẩn bị gây chuyện sao. Dù sao hắn là không chê chuyện lớn, nháo liền nháo chứ. Chỉ thấy hắn đột nhiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia nằm bóng người trước người, một cái móng vuốt giận đập mà ra. Tự tìm cái chết, nằm người kia, hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương vậy mà chào hỏi không đánh liền dám ra tay với hắn. Giờ khắc này, hắn không có phía trước lười biếng, bỗng nhiên hướng phía sau lướt tới, có thể hắn tốc độ cuối cùng không bằng Cửu U Ma Toan. Hư không chỉ lưu lại một đạo huyết kiếm, người kia liền không thấy bóng dáng, bỗng nhiên bị Cửu U Ma Toan móng vuốt cho vỗ ra tiếp dẫn điện. Oanh, sau một khắc, tiếp dẫn điện bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng nổ vang, bụi bặm đầy trời, không khỏi hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, một chút xuất nhập truyền tống các tu sĩ ghé mắt mà đến. Hỗn trướng, lúc này, bụi bặm bên trong truyền ra gầm lên giận dữ, ngay sau đó một cỗ băng lãnh khí tức tràn ngập mà ra. Những cái kia bụi bặm bị đông cứng thành hàn băng, trong nháy mắt vỡ vụn tại hư không, bộc lộ ra trung ương bóng người. Đó là một cái sắc mặt tái nhợt, giống như băng tinh một dạng hiện ra sáng bóng nam tử, không biết là bị Cửu U Ma Toan một bàn tay cho đánh thành dạng này, vẫn là hắn nguyên bản là mặt không có chút máu. Giờ phút này, trắng bệch nam tử khuôn mặt khó coi, khóe miệng còn tràn ra từng tia máu tươi, con người bên trong tràn đầy phẫn nộ. Băng tầm bị người đánh ra tiếp dẫn điện, đi tới một chút tu sĩ nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt cái này trắng bệch nam tử thân phận, có thể chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới càng thêm kinh ngạc. Băng tầm ra hỏa này, thế nhưng là ngang ngược càn rỡ quen, bình thường ở địa các cũng chỉ có hắn tìm người khác phiền phức, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám tìm hắn gây phiền phức. Nghe điệu bộ này. Hình như là bị tân nhân khi dễ a, bây giờ tân nhân lá gan cũng quá lớn a, mới đến, vậy mà liền dám tìm người khác phiền phức. Đoán chừng cũng là một cái ăn chơi thiếu gia a, ở thái cổ thần giới có lẽ thân phận không thấp, kiêu hành bạt hỗ quen, lại là không biết, đi tới thiên hoang, là long cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm sấp. Rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, một bộ xem kịch vui bộ dáng, đem tiếp dẫn điện vây ở trung ương. Băng tầm nghe đến mấy cái này thanh âm, càng là đằng đằng sát khí, sắc mặt triệt để đen lại, nghĩ đến bản thân lại bị một người mới cho khi nhục, trên mặt tự nhiên ô quang, một hơi này, hắn bất kể như thế nào đều khó có khả năng nuốt xuống. Nếu là xem như cái gì đều không phát sinh, về sau những người này có cái nhìn gì bản thân? Bản thân còn thế nào có mặt ở thiên hoang thần các lẫn vào? Những lời này, Tiêu Phàm bọn họ tự nhiên cũng nghe vào trong tai. Bất quá Tiêu Phàm thần sắc không thay đổi mảy may, không vì cái gì khác, chỉ cần người nọ là địa các, vậy liền dễ làm. Tiêu Phàm mang theo Cửu U Ma Toan cùng thần phong hai cái, không nhanh không chậm đi ra tiếp dẫn điện. Tiểu tử, các ngươi lại dám ở chỗ này động thủ, muốn chết sao? Gọi băng tầm nam tử nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ đi ra, không khỏi gầm thét không thôi, trên người trán phóng sát khí như có như không. Động thủ, Tiêu Phàm nhún nhún vai. Bộ dáng ra vẻ vô tội, nói, động thủ cái gì? Các hạ mới vừa ngủ, ta xem ngươi đột nhiên mộng du, chạy ra khỏi đại điện. Mộng du, đám người nghe vậy, kém chút không cười ra tiếng. Dù cho Cửu U Ma Toan cùng thần phong cũng là ngây tại chỗ, bất quá hai người trong mắt chấn kinh chi sắc chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Chỉ là, hai người đều trong nháy mắt hiểu được, Tiêu Phàm đây là chết không thừa nhận a. Ngươi nói ta động thủ, có người nhìn thấy không?
Vừa rồi đại điện bên trong, trừ bỏ Tiêu Phàm bọn họ, thế nhưng là chỉ có Băng Tầm một người, lại không người cho hắn làm chứng là Tiêu Phàm bọn họ động thủ trước. Huống hồ, lúc trước hắn đúng là đi ngủ, nếu không phải là cửu U Ma Toan một vuốt kia, hắn đoán chừng bây giờ còn thụy nhãn mông lung đây. Kinh ngạc nhất không ai có thể hơn Băng Tầm tự mình, vừa rồi hắn đang ngủ, Tiêu Phàm hảo tâm hỏi thăm hắn, hắn hở hững lạnh lẽo, còn một lời không hợp liền muốn Tiêu Phàm xéo đi, vốn là có chút có tật giật mình. Hiện tại Tiêu Phàm nói hắn mộng du, trong lúc nhất thời thật đúng là không có gì có thể phản bác. Băng Tầm hung hăng chừng Tiêu Phàm một cái, một hơi này, hắn là phải tự mình nuốt xuống. Hắn nói Tiêu Phàm động thủ, chưa chắc sẽ có người tin hắn, dù sao nói chung, đám người cũng sẽ không tin tưởng một cái người mới tới sẽ có sao mà to gan như vậy. Huống chi, hắn Băng Tầm bình thường danh tiếng cũng không hề tốt đẹp gì, không có mấy người sẽ đứng ở hắn một phương này. Nếu như hắn cưỡng ép đối một người mới xuất thủ, đó chính là hắn không đúng, hiện tại thế nhưng là có nhiều như vậy song mắt nhìn đây. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Băng Tầm cắn răng nghiến lợi hướng về Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Tiêu Phàm vẻ mặt không biết Băng Tầm nói gì bộ dáng, lộ ra thần sắc sợ hãi, những người khác người thấy thế, càng thêm tin tưởng Tiêu Phàm lời nói. Có lẽ, Băng Tầm thật là mộng du. Tại hạ mới đến, các hạ cũng không nên làm ta sợ. Tiêu Phàm yếu ớt nói ra, ngay sau đó làm bộ dạng như không có gì, nói, đúng rồi, xin hỏi Thiên Hoang Thần Các đi như thế nào. Băng Tầm lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, cũng chỉ có hắn biết rõ, Tiêu Phàm tuyệt đối là đang giả heo ăn hổ, tiểu tử này tỏa kỵ, vừa mới nở rộ khí tức, chí ít cũng là thánh đế cảnh đỉnh phong tu vi. Nghĩ đến, chính hắn thực lực cũng sẽ không kém đến đi đâu. Hơn nữa, cái này còn không phải tiểu tử này địa phương đáng sợ nhất, đáng sợ là, người này đầu có vẻ như chuyển rất nhanh, chết đều có thể nói thành sống. Trong lúc nhất thời, Băng Tầm có chút do dự, bản thân đến cùng muốn hay không trả lời tiểu tử này vấn đề. Băng Tầm, người không phải tiếp dẫn điện nhiệm vụ sao? Người khác tra hỏi người đây. Cũng đúng lúc này, trong đám người một đạo ngoạn vị thanh âm vang lên. Băng Tầm cùng Tiêu Phàm đồng thời ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một người thư sinh ăn mặc nam tử cười híp mắt nhìn xem bọn hắn. Lâm Nho, Tiêu Phàm nhíu mày. Lâm Nho không phải hoàn thành nhiệm vụ đã sớm về Thiên Hoang sao, tại sao lại ở chỗ này? Bất quá nghĩ đến Thiên Hoang người, đều sẽ tiến về ma quật giết dị ma, hắn cũng liền bình thường trở lại, Thiên Hoang tu sĩ tiến vào ma quật tần suất vẫn đủ cao. Tiêu Phàm nguyên bản định cùng Băng Tầm hóa can qua làm ngọc bạch, cho nên cố ý hỏi vấn đề này, hòa hoãn một lần bầu không khí. Chỉ là, Lâm Nho lời này tràn đầy khích bác ý vị, nếu như Băng Tầm dễ dàng khích tướng mà nói, giữa bọn hắn sợ là thật muốn kết xuống lương tử. Lâm Nho, lão tử ai cần ngươi lo? Băng Tầm lạnh rên một tiếng, ngay sau đó ánh mắt u lãnh nhìn xem Tiêu Phàm nói, muốn đi Thiên Hoang Thần Các, bản thân đi tìm. Lời này vừa nói ra, trong đám người Lâm Nho lập tức lộ ra nét cười nghiền ngẫm. Lần trước hắn ở Thái Cổ Thần Giới không dám tìm Tiêu Phàm phiền phức, mà tới được Thiên Hoang, hắn đường đường hạ phẩm thánh tôn, cũng không tiện trước mặt nhiều người như vậy đối Tiêu Phàm xuất thủ. Nhưng là, Băng Tầm lại không giống nhau, hắn chỉ là thánh đế cảnh hậu kỳ không nói, hơn nữa hắn người này tương đối hỗn chướng, có thể sẽ không để ý nhiều như vậy. Tiêu Phàm lông mày cũng chậm chậm giãn ra. Hắn vốn cho là Băng Tầm trí tuệ hẳn là cũng không tệ lắm, nhưng là bây giờ xem ra, bản thân có vẻ như đánh giá cao hắn, dễ dàng như vậy liền bị người khác châm ngòi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, ngay sau đó lấy ra một vật, nhìn xem bốn phía tu sĩ nói, Thiên Hoang Thần Các, có dẫn đường sao? Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm vật trong tay, rất nhiều người lộ ra kinh ngạc, bắt đầu vẻ mặt trịnh trọng đánh giá Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong tay không đặc biệt. Mà là một khối có ngũ tinh mệnh ma thạch. Ngũ tinh mệnh ma thạch đại biểu cái gì, mọi người ở đây lại không quá minh bạch. Đây chính là ngũ tinh ma đế mệnh ma thạch A, chỉ có giết ngũ tinh ma đế, mới có thể lấy được. Mà cái này một khối ngũ tinh mệnh ma thạch, ở Thiên Hoang Thần Các có thể đổi lấy một vạn công huân điểm. Nếu như là một cái uy tín lâu năm bán bộ thánh tôn cảnh cường giả lấy ra, bọn họ có lẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng là bây giờ lấy ra lại là một cái mới vừa tiến vào Thiên Hoang tân nhân, vậy thì có chút bất đồng. Chủ yếu nhất là,
Tiêu Phàm gia hỏa này, hình như là chuẩn bị dùng một khối ngũ tinh mệnh ma thạch tới làm cho hắn dẫn đường lộ phí, cái này cũng không phải lớn như vậy phương. Lâm Nho cùng Băng Tầm sắc mặt hai người cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn họ cũng không cho rằng Tiêu Phàm xuất ra một khối ngũ tinh mệnh ma thạch, thật chỉ là dẫn đường mà thôi. Đồng dạng, đây cũng là một loại uy hiếp, các ngươi tốt nhất đừng đến chọc ta, lão tử liền bán bộ thánh tôn cảnh cũng giết không tha, nếu là dám tìm lão tử phiền phức, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Không thể không nói, Tiêu Phàm xác thực có ý như vậy. Hắn không biết thiên hoàng có thể không thể giết người, nhưng nếu như cũng đã cùng Lâm Nho cùng Băng Tầm kết thành cửu oán, thật là khiêm tốn điệu thấp, nên cao giọng thời điểm, nên không tầm thường cao điệu. Ta tới cấp cho các hạ dẫn đường, ta cũng có thể, tại hạ thuận tiện muốn đi một chuyến thiên hoàng thần các, có thể mang ngươi đoạn đường. Quả nhiên, như Tiêu Phàm sở liệu, trong đám người từng đạo âm thanh kích động vang lên, đây chính là một vạn công huân điểm A, nếu như dựa vào làm nhiệm vụ lấy được, không muốn biết làm bao nhiêu nhiệm vụ đây. Nhìn thấy đám người kích động khuôn mặt, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng cười tà. Ta xem ai dám dẫn đường cho ngươi. Cũng đúng lúc này, tức giận Băng Tầm đột nhiên quát lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, bốn phía thanh âm đột nhiên ngừng lại. Một mai ngũ tinh ma đế mệnh ma thạch, đối với hắn cá nhân mà nói, xác thực rất khó chiếm được, nhưng một vạn công huân điểm, Băng Tầm còn không để vào mắt. Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày nhíu lại, trong lòng lập tức có so đo. Hóa ra cái này Băng Tầm ở thiên hoang bối cảnh bất phàm A, bằng không, lấy hắn thánh đế cảnh hậu kỳ tu vi, lại thế nào như thế tùy tiện ương ngạnh đây. Hơn nữa, bốn phía tu vi rõ ràng có chút e ngại hắn, không dám cùng hắn tranh cãi. Băng Tầm, Băng Gia, Tiêu Phàm trong lòng lẩm bẩm, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới một việc. Hắn nhớ kỹ lúc trước Long Vũ bị băng tộc người đưa cho Hoang Gia Băng Gia người, chẳng lẽ chính là trước mắt Băng Tầm vị trí Băng Gia. Nếu như Băng Tầm phía sau là băng tộc mà nói, vậy hắn dám như vậy phách lối liền bình thường. Nhìn thấy không người để ý tới Tiêu Phàm, Băng Tầm trên mặt lần nữa hiện ra khịt mũi coi thường ý cười, một cái chim non. Vừa tới nơi này cũng dám cùng tiểu gia đấu. Bây giờ chỗ này nhiều người, tiểu gia không dễ làm chết ngươi, quay đầu tiểu gia tìm cho địa phương, đem ngươi giết chết, cũng sẽ không có người thay ngươi nói chuyện. Tiêu Phàm tự nhiên không biết Băng Tầm ý nghĩ, hắn chỉ biết là, nếu là hắn cứ đi như thế, về sau ai cũng biết xem thường hắn, đoán chừng ai nhìn thấy hắn cũng có dẫm một cước. Hắn Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không phải là dễ khi dễ người, trước kia không phải. Hiện tại cũng không khả năng đúng. Tiểu tử, đừng đem bản thân đùa chơi chết. Cửu U Ma Toan nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc không nói, vội vàng nhắc nhở. Yên tâm đi, đem hắn đùa chơi chết, ta đều cái rắm sự tình không có. Tiêu Phàm nhàn nhạt trả lời một câu. Nói xong, hắn chuẩn bị lại lấy ra mấy cái ngũ tinh ma đế mệnh ma thạch, một vạn công huân điểm có lẽ không có người mạo hiểm đắc tội Băng Tầm. Nhưng ba vạn đây, năm vạn đây. Tiêu Phàm vừa tới thiên hoang, nhưng đã cái gì cũng không thiếu, trên người thiên tài địa bảo không tính, chỉ là thánh tôn cảnh trở xuống mệnh ma thạch có thể đổi công huân điểm, là hơn đạt 25 vạn. Không nói thánh tôn cảnh cường giả, nhưng Tiêu Phàm tin tưởng, đại bộ phận thánh đế cảnh tu sĩ là không thể nào có nhiều như vậy công huân điểm. Dù sao, đây chính là diệt bốn tòa ma thành lấy được, thiên hoang bình thường thánh đế cảnh tu sĩ, có thể có được hủy diệt ma thành thực lực sao? Hiển nhiên là không thể nào. Tất nhiên Băng Tầm đối địch với hắn, Tiêu Phàm cũng không chuẩn bị cho hắn sắc mặt tốt. Tiêu sư đệ, ngươi làm sao ở nơi này? Cũng coi như Tiêu Phàm đang chuẩn bị lấy ra càng nhiều mệnh ma thạch thời khắc, một đạo cười nhạt thanh âm từ trong đám người truyền đến. Tiêu Phàm trong nháy mắt đình chỉ động tác, ngẩng đầu dọc theo thanh âm nhìn tới, lại là nhìn thấy một đạo áo bào đen thân ảnh từ truyền tống các cửa ra vào đi tới. Phong Lưu Vân. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi ngoài ý muốn, Phong Lưu Vân gia hỏa này, lúc trước thế nhưng là thay Hoang gia ra mặt, mang theo Hoang gia lão tổ đi Vô Tận Thần Sơn tìm hắn để gây sự a. Nhưng bây giờ nghe khẩu khí của hắn, hình như là đi ra đưa cho chính mình giải vây ý tứ, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không kinh ngạc đây. Chủ yếu nhất là, cái này Phong Lưu Vân có vẻ như không sợ đắc tội Lâm Nho cùng Băng Tầm, chẳng lẽ người này địa vị cũng không nhỏ. Phong sư huynh, Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay cười nói, hắn nội tâm vẫn còn có chút không tin,
Phong Lưu Vân vừa lúc từ truyền tống trong các đi ra. Người đây là vừa tới thiên hoang. Phong Lưu Vân cười nói. Chính là, mới đến, đối thiên hoang rất xa lạ, không phải sao, không biết làm sao tiến về thiên hoang thần các đây. Tiêu Phàm giải thích một câu. Đi thôi, ta cũng mới từ ma quật trở về, vừa vặn muốn đi thiên hoang thần các một chuyến. Phong Lưu Vân cười nói, hoàn toàn không có mắt nhìn thẳng Băng Tầm cùng Lâm Nho một cái, tựa như căn bản không biết bọn họ cùng Tiêu Phàm có thù một dạng. Vậy sẽ phải phiền phức Phong Sư Huynh. Tiêu Phàm cười cười, mặc kệ Phong Lưu Vân là thật không biết, hay là giả không biết chuyện xảy ra mới vừa rồi, nhưng nhân tình này, hắn vẫn là phải ghi lại. Nếu là vạn nhất hắn thật xuất ra đầy đủ mệnh ma thạch đi ra, bị những người khác cho ghi nhớ, vậy cũng phiền phức. Về phần Lâm Nho cùng Băng Tầm hai người này, sau này mình tìm hiểu một chút thiên hoang quy tắc, sẽ chậm chậm thu thập bọn họ. Dứt lời, Phong Lưu Vân mang theo Tiêu Phàm liền đạp không mà lên, chuẩn bị tiến về thiên hoang thần các. Phong Lưu Vân, người muốn đối địch với ta, nhưng mà lúc này, Băng Tầm lại là gầm thét một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Phong Lưu Vân trước mặt nhiều người như vậy mang theo Tiêu Phàm tiến về thiên hoang thần các, đây không phải đánh hắn mặt sao, nếu là thật để bọn hắn đi, về sau hắn còn có cái gì mặt mũi lăn lộn. Đối địch với ngươi, Phong Lưu Vân ngừng thân hình, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, nói cái gì đồ chơi. Dứt lời, căn bản không còn phản ứng Băng Tầm, trực tiếp đạp không mà lên. Hỗn trướng, Băng Tầm nghe nói như thế, sắc mặt đỏ bừng hết sức. Muốn ngăn lại Phong Lưu Vân bọn hắn đường đi, có thể hắn tốc độ thật sự là quá chậm. Vẻn vẹn nháy mắt thời gian, Tiêu Phàm bọn họ liền đã không thấy bóng dáng. Nhưng Phong Lưu Vân cuối cùng lưu lại câu nói kia, lại là tựa như một chuôi đao nhọn hung hăng cắm ở trên lồng ngực của hắn, nhưng hắn khó chịu đến cực điểm. Bốn phía tu sĩ thiếu chút nữa thì nhìn không được bật cười, có thể nghĩ nghĩ, hay là không muốn kích thích Băng Tầm. Nhìn cái gì vậy? Băng Tầm tức giận quét bốn phía một cái, ngay sau đó lần nữa tiến nhập tiếp dẫn điện, trong lòng âm thầm thề, Phong Lưu Vân, tiểu tử kia muốn chết, ngươi cũng phải chết. Tiêu Phàm mấy người một đường đi theo Phong Lưu Vân, để Tiêu Phàm bọn họ ngoài ý muốn là, Phong Lưu Vân lại là một đường trầm mặc không nói, cũng không có phía trước nhiệt tình. Tiêu Phàm vốn định thừa cơ hỏi thăm Phong Lưu Vân một ít chuyện, lại là không biết làm sao mở miệng, cũng chỉ đành duy trì trầm mặc. Thật lâu. Mấy người xuyên qua từng mảnh sơn mạch, một tòa nguy nga cổ lão thành chỉ tiến nhập Tiêu Phàm tầm mắt của bọn họ, liếc nhìn lại, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Tiêu Phàm gặp qua không ít thành trì, nhưng trước mắt tòa này, tuyệt đối là hắn gặp qua lớn nhất, ít nhất cũng phải số phạm vi trăm ngàn dặm. Từng tòa đại khí rộng lớn cung điện, không biết tồn tại dài hơn tuế nguyệt, sớm đã in dấu lên thời gian tang thương lạc ấn. Rộng lớn đường phố, bóng người đông đảo. Phi thường náo nhiệt. Trong đám người, Tiêu Phàm lờ mờ gặp được Lang tộc, Huyền Vũ tộc, còn có Long tộc tu sĩ bóng dáng, nơi này là vạn tộc nơi tụ tập, Tiêu Phàm cũng là không tính ngoài ý muốn. Ở Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, Phong Lưu Vân thanh âm đột nhiên vang lên, "Tiêu Phàm, nơi này chính là Thiên Hoang Thần Thành, Thiên Hoang trung tâm chi thành, Thiên Hoang thần các ngay ở chỗ này." "Tạ," Tiêu Phàm gật đầu nói. Phong Lưu Vân do dự mấy tức, lúc này mới nói, người ta ân oán, xóa bỏ. Vốn cũng không có cái gì ân oán. Tiêu Phàm cười cười. Hắn trong lòng lại là có chút hồ nghi, hóa ra Phong Lưu Vân ra tay trợ giúp bản thân, là không muốn bị bản thân nhớ thương. Hay là nói, hắn có chút bận tâm sợ hãi sau lưng mình Long Vân. Nhưng Phong Lưu Vân trong giọng nói, lại không có chút nào sợ ý tứ. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm cái kia có chút nhìn không thấu Phong Lưu Vân ý tứ. Hắn có thể đủ nhìn ra, Phong Lưu Vân là một cái cực kỳ ngạo khí người, bình thường là không thể nào hướng người khác nhận lầm. Nhưng cũng chính là dạng này một cái ngạo khí người, lại cam tâm tình nguyện biến thành người khác tay chân, Tiêu Phàm cũng từ khía cạnh biết thiên hoang tàn khốc. Vì mạnh lên, vì làm nhiều một điểm tài nguyên, sự tình gì thiên hoang người đều sẽ nguyện ý đi làm. Phong Lưu Vân cười gật gật đầu, ngay sau đó một đầu ngã xuống, ở một đạo cửa thành ngừng lại. Tiêu Phàm mấy người ngẩng đầu nhìn tới, lúc này mới phát hiện cửa thành vậy mà đạt đến gần 100 trượng, bọn họ đứng ở cửa thành trước mặt, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Cửa thành phía trên, chính trung ương điêu khắc bốn cái cứng cáp có lực chữ lớn, Thiên Hoang Thần Thành, bốn chữ này giống như bốn đầu thần long nằm, sinh động như thật.
mà ở bốn chữ này dưới góc phải, lại là điêu khắc ba cái chữ nhỏ, Nam Ngũ Môn. Nam Ngũ Môn, Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì một câu, chẳng lẽ Thiên Hoang Thần Thành còn rất nhiều cửa thành hay sao? Phong Lưu Vân tựa như nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, giải thích nói, Thiên Hoang Thần Thành, cùng sở hữu 36 phiến cửa thành, mỗi cái phương hướng đều có 9 phiến, chúng ta vị trí cửa thành, chính là Nam Phương ngay chính giữa cửa thành, chung quanh phân biệt còn có 4 phiến. Tiêu Phàm gật gật đầu, hôm nay Hoang Thần Thành, quả thật làm cho hắn cảm thấy có chút rung động. Đúng rồi, Phong Sư Huynh, có thể hay không thay ta giới thiệu một chút Thiên Hoang Thần Các? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Mặc dù hắn từ Tà Vũ trong miệng giải một chút liên quan tới Thiên Hoang Thần Các tin tức, nhưng Tà Vũ cũng chỉ tới một chuyến Thiên Hoang, nơi nào có Phong Lưu Vân cái này Thiên Hoang sinh trưởng ở địa phương người biết đây. Vừa đi vừa nói, Phong Lưu Vân ngược lại là không có cự tuyệt, lấy ra lệnh bài thân phận hướng trong thành đi đến, Thiên Hoang Thần Các ngược lại là rất đơn giản, cũng không có quy củ gì, tổng cộng chia làm mấy các, theo thứ tự là Địa Các, Thiên Các, Thánh Các, cùng Thần Các. Tiêu Phàm cẩn thận nghe, những cái này cùng Tà Vũ nói tin tức không có cái gì xuất nhập, phía trước tam các, đối ứng tương ứng thực lực. Thánh đế cảnh hậu kỳ trở xuống, bình thường đều là tiến vào địa các, mặt khác, còn có chính là thái cổ thần giới người, mới vừa gia nhập thiên hoang, cũng chỉ có thể tiến vào địa các. Muốn đi vào thiên các, nhất định phải đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, mặt khác, công huân điểm nhất định phải đạt tới số lượng nhất định, cũng chính là 5 vạn công huân. Mà thánh các, là chỉ có đột phá hạ phẩm thánh tôn, hơn nữa chém giết ba cái nhất tinh ma tôn, mới có thể tiến vào. Tam các trừ bỏ thực lực khác nhau bên ngoài, khác nhau lớn nhất là lấy được tài nguyên khác biệt, mặt khác, quyền hạn cũng có chút khác biệt. Tỷ như, địa các tu sĩ chỉ có thể tiến vào nhất tinh ma quật, mà thiên các tu sĩ, lại có thể tiến vào nhị tinh ma quật cùng tam tinh ma quật. Thánh các, lại có thể tiến vào tất cả ma quật. Đương nhiên cũng cùng thực lực có quan hệ. Thực lực quá thấp, tiến vào ma quật đẳng cấp quá cao, đoán chừng cũng chỉ có chịu chết phần. Về phần thần các, Tiêu Phàm chưa nghe nói qua, cho dù Phong Lưu Vân cũng biết cực ít. Truyền văn, thần các cùng thực lực không có quan hệ, mà là phải đầy đủ năng lực đặc thù, về phần là năng lực gì, đó thì không rõ lắm. Nhưng là có một chút, lại là công khai, thần các người, đầy đủ đặc quyền nhất định. Xa xa không phải mặt khác tam các người có thể so sánh. Kỳ thật, người không cần quá mức để ý thiên hoang thần các, ở trong thiên hoang thần các nên tính là an toàn nhất, không ai dám ở thiên hoang thần các động thủ. Phong Lưu Vân vẻ mặt thành thật nói. Nhưng mà một khắc sau, hắn lời nói xoay chuyển, nói thiên hoang thần các bên ngoài những cái kia gia tộc và thế lực, mới là rắc rối phức tạp, bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ, hẳn là cũng tiếp xúc không đến. Nghe một chút cũng không sao, Tiêu Phàm không thèm để ý chút nào chính hắn thực lực làm sao. Phong Lưu Vân cũng không có rèm pha hắn ý tứ, thánh đế cảnh trung kỳ ở thiên hoang, xác thực không tính là gì, hắn một đường đi đến nơi này, thấy qua thánh tôn cảnh tu sĩ đều không ít, lại càng không cần phải nói thánh đế cảnh. Tiêu Phàm cũng giờ mới hiểu được, khó trách thái cổ thần giới thánh đế cảnh tu sĩ như thế thưa thớt, nguyên lai cơ hồ tất cả thánh đế cảnh đều tụ tập ở thiên hoang cùng ma quật. Phong Lưu Vân trầm tư chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói, ở thiên hoang thần các xem như lớn nhất một cái một trong những thế lực, nhưng trừ bỏ thiên hoang thần các bên ngoài, còn có tam đại thế tộc không thể đắc tội. Tam đại thế tộc, Tiêu Phàm sững sờ, cái này hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, dù cho Tà Vũ, đều không có tiếp xúc đến những thế tộc này, hắn chỉ tới một chuyến thiên hoang thần các mà thôi. Phong Lưu Vân trịnh trọng gật đầu, nói tam đại thế tộc theo thứ tự là Tiêu gia, Khương gia, cùng thần gia. Nói đến đây, Phong Lưu Vân không khỏi cổ quái nhìn Tiêu Phàm một cái, Tiêu Phàm tự nhiên cũng minh bạch hắn ý tứ, nhún nhún vai nói, ta cùng với cái gì đó Tiêu gia không quan hệ, chỉ là đến từ một cái tiểu thế giới tiểu nhân vật mà thôi. Phong Lưu Vân tựa như không nghe thấy Tiêu Phàm giải thích, tiếp tục nói, Khương gia, xem như viễn cổ trong lúc đó lên thế gia vọng tộc, truyền thừa không tính xa xưa. Nhưng thực lực lại cực kỳ cường hoành, ép tới mặt khác rất nhiều thế lực cùng gia tộc không thở nổi. Nhưng dù vậy, Khương gia cũng được công nhận tam đại thế tộc bên trong yếu nhất, bất quá cái này yếu, chỉ là đối với ba đại gia tộc mà thôi. Phong Lưu Vân trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, ở hắn nhãn lực, Khương gia nhưng là chân chính vật khổng lồ, chỗ nào cùng yếu chứ có nửa điểm quan hệ.
Tam đại thế tộc xếp hàng đệ nhị chính là thần gia, đương nhiên, bọn họ càng ưa thích xưng mình là thần tộc. Phong Lưu Vân tiếp tục nói, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Dừng một chút, hắn lại nói, thần gia, chính là tam đại thế tộc bên trong, thậm chí thiên hoang tất cả trong gia tộc, truyền thừa xa xưa nhất gia tộc, nghe thấy, hắn cùng Tu La tộc có quan hệ nhất định. Tu La tộc, Tiêu Phàm kém chút kinh hô mà ra, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phong Lưu Vân. Thần gia cùng Tu La tộc có quan hệ, Tiêu Phàm trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu không thể bình tĩnh, bất quá cũng may tâm tính của hắn coi như chót lọt, thần sắc rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Suy nghĩ một chút hắn liền bình thường trở lại, vô luận thần vô tận cũng tốt, bên người thần phong cũng được, cũng là họ thần, bọn họ đều là Tu La tộc. Thiên hoang thần gia cùng Tu La tộc có một ít quan hệ, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, thậm chí, nói không chừng thần gia chính là Tu La tộc. Đương nhiên, ý nghĩ này vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, nếu như thần gia thực sự là Tu La tộc, cái kia Phong Lưu Vân nhất định sẽ đề cập với hắn lên. Mặt khác, nếu như Tu La tộc có thể trở thành tam đại thế tộc, cái kia thái cổ thần giới Tu La tộc cũng sẽ không như thế lạc phách. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dư quang không khỏi nhìn về phía thần phong, lại là nhìn thấy thần phong thần sắc như thường, tựa như căn bản không nghe được Phong Lưu Vân lời nói. Tiêu Phàm không biết hắn là cố ý làm bộ không quan tâm, vẫn là hắn thật bình tĩnh như thế, hoặc là thần phong đã sớm biết thần gia một chút nội tình. Lúc này, Phong Lưu Vân thanh âm tiếp tục vang lên, đây cũng chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi, nhưng cụ thể là quan hệ như thế nào, chúng ta không biết. Dù sao, thần gia tồn tại quá xa xưa, truyền văn từ hoang cổ thời kỳ liền tồn tại, đã trải qua mấy lần đại kiếp mà bất diệt, phóng nhãn thái cổ thần giới cùng thiên hoang, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Phàm nghiêm túc gật đầu, nếu thật như Phong Lưu Vân nói tới, vậy cái này thần gia, sợ không chỉ là tam đại thế tộc đơn giản như vậy. Khả năng đủ từ mấy lần đại kiếp phía dưới sống sót, cũng đủ để chứng minh sự khủng bố. Một khi mới đại kiếp đến, thiên hoang thần các, Khương gia cùng Tiêu gia chưa chắc có thể tiếp tục trường tồn, nhưng thần gia, đã có khả năng rất lớn tiếp tục trường tồn. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ mâu thuẫn, hắn hy vọng thần gia cùng Tu La tộc có một ít quan hệ, lại lo lắng thần gia thật cùng Tu La tộc có quan hệ. Vạn nhất đối phương muốn từ Tu La tộc trong tay lấy được một vài thứ, đây tuyệt đối là Tu La tộc tai nạn. Cái kia Tiêu gia đây, Tiêu Phàm đổi chủ đề hỏi. Phong Lưu Vân trầm ngâm chốc lát, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái, rồi mới lên tiếng, Tiêu gia xem như nhân tài mới nổi, truyền thừa mặc dù cũng không ngắn, nhưng so với thần gia cùng Khương gia mà nói, xem như rất muộn. Thần gia khởi nguyên từ hoang cổ, Khương gia khởi nguyên từ viễn cổ, cũng là trải qua hai lần trở lên đại kiếp truyền thừa xuống, nhưng Tiêu gia lại là khởi nguyên từ thượng cổ. Thượng cổ sao? Tiêu Phàm thở sâu. Hắn nhớ mang máng, thời kỳ thượng cổ, thái cổ thần giới ba đại gia tộc thì có Tiêu gia cùng Quân gia đặt song song, nghĩ đến Tiêu gia chính là từ thái cổ thần giới tiến nhập thiên hoang, hơn nữa cái sau vượt cái trước. Vậy cái này tam đại thế tộc, cũng là nhân tộc. Tiêu Phàm lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nhân tộc có vẻ như cũng không có cường đại như vậy a, ở thái cổ thần giới, vẻn vẹn loại thứ 10 tộc mà thôi, nếu như thiên hoang nhân tộc mạnh mẽ như vậy, nghĩ đến cũng sẽ không cho phép nhân tộc bị chủng tộc khác áp chế. Phong Lưu Vân lắc đầu, vẻ mặt chính trọng nói, Tiêu Phàm, người muốn nhớ kỹ một điểm, tất nhiên tiến nhập thiên hoang, đó cũng không có chủng tộc gì phân chia, ngươi chỉ cần biết rõ, ngươi là thái cổ thần giới người, ngươi là thiên hoang người, là đủ rồi. Đủ chưa? Tiêu Phàm nhíu mày, không phải ta tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, hắn có thể không tin tất cả chủng tộc thật có thể chung sống hòa bình. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì? Phong Lưu Vân nhìn Tiêu Phàm một cái, đột nhiên chỉ nơi xa một người mặc kim bào tu sĩ nói, ngươi cảm thấy hắn là chủng tộc gì? Tiêu Phàm theo Phong Lưu Vân ngón tay nhìn tới, cẩn thận quan sát đối diện cái kia kim bào tu sĩ, lại là cảm ứng được trên người đối phương có một cỗ mạnh mẽ long khí. Nhưng người này, rõ ràng chính là nhân tộc A. Đột phá thánh đế cảnh, sinh linh đã không có quá nhiều chủng tộc phân chia, khí số luyện thể, nhục thân có thể không ngừng biến hóa, nhân tộc lại như thế nào, long tộc lại như thế nào. Phong Lưu Vân lắc đầu cười một tiếng. Dừng lại chốc lát, hắn lại nói, mà một khi đột phá thánh tôn cảnh, khí số nhập thể, rèn đúc vô thượng kim thân,
trừ bỏ bản mệnh chi khí không thay đổi bên ngoài, sinh linh vật gì khác cũng có thể tùy ý biến hóa. Khi đó, long tộc có thể biến thành người tộc, mà nhân tộc cũng đồng dạng có thể trở thành long tộc, làm ngươi đột phá thánh tôn cảnh thời điểm, ngươi sẽ lý giải. Kỳ thật không cần chờ đột phá thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm hiện tại thì có hiểu. Thánh đế cảnh tu sĩ, tu luyện nguyên khí, kỳ thật liền bắt đầu phản bản quy nguyên, một khi đột phá thánh tôn cảnh, liền là chân chính hồi quy bản nguyên, tự nhiên thiếu những cái này phân chia. Nói cách khác, cái này tam đại thế tộc, kỳ thật có thể có được ngàn vạn chủng tộc. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Không sai biệt lắm ý tứ này a. Phong Lưu Vân gật đầu nói, ngươi không cần quá nhiều quan tâm chủng tộc, ở chỗ này, chỉ có thiên hoang cùng ma quật sinh linh phân chia, không có chủng tộc giới. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, hôm nay xem như thêm kiến thức. Tiếp xuống Tiêu Phàm lại hỏi thăm một chút tin tức, Phong Lưu Vân cũng coi là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Bất chi bất giác, mấy người đang một mảnh sáng lạng quảng trường phía trước ngừng lại. Quảng trường 10 điểm rộng lớn, đạt đến phạm vi mấy chục dặm, khắp nơi đều là bóng người, chen vai thích cánh. Bọn họ có người khoác trói lọi nhiều màu chiến bào, có khiêng bá đạo hung mãnh vũ khí, có ăn mặc khắc nghiệt máu tanh chiến giáp. Tiêu Phàm trong lòng không khỏi cảm khái, những người này, đều là đang trong chém giết lớn lên, lệ khí ngập trời, bị người nhìn mà phát khiếp. Thái cổ thần giới chém giết, có lẽ có ít cũng tương đối tàn khốc, nhưng là không có như vậy tấp nập. Ở thiên hoang, muốn có được tài nguyên tu luyện, liền phải tiến vào ma quật cùng dị ma chém giết, mới có thể thu được công huân điểm, hối đoái bản thân tu luyện tài nguyên. Ở chỗ này, thánh đế cảnh khả năng vì một khối mệnh ma thạch mà tàn sát lẫn nhau. Khó trách Tà Vũ nhắc nhở hắn, tiến vào thiên hoang, trừ mình ra, những người khác không muốn hoàn toàn tin tưởng. Nơi này, nghiễm nhiên chính là một người ăn thịt người thế giới. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm ánh mắt rất nhanh rơi vào quảng trường cuối cùng một tòa mấy trăm trượng cao kiến trúc phía trên, nhìn qua tựa như một tòa cự tháp, lại hình như một tòa cung điện. Nguy nga, hùng vĩ, rộng lớn, những cái này đều không đủ lấy hình dung nhà này kiến trúc khí thế. Hắn đứng vững ở vân tiêu, bốn phía mây mù quấn, chói lọi chói mắt. Tử tế quan sát, sẽ phát hiện, chân chính giống, là một thanh kiếm, một chuôi tuyệt thế thần kiếm. Cách xa nhau hơn 10 dặm, Tiêu Phàm liền cảm nhận được một cổ vô hình tuyệt thế phong duệ chi khí, bị người nhìn mà phát khiếp. Thiên hoang thần các, Tiêu Phàm nhìn xem cái kia kiến trúc ngay trung tâm, khắc lấy bốn cái chữ cổ cực lớn. Bốn chữ cho người ta một loại cuồn cuộn mờ mịt ý cảnh. Bị người khó có thể nắm lấy, vậy mà ẩn chứa bản nguyên chi lực, chấn nhiếp tất cả đạo trích. Các ngươi đi trước địa các báo danh, đổi lấy chính thức thân phận bài. Phong Lưu Vân chỉ xa xa một tòa cung điện nói. Tiêu Phàm mấy người nhìn tới, lại là nhìn thấy, cự kiếm kia phía dưới có mấy cánh cửa, trong đó tít ngoài rìa một tòa cung điện, phía trước dựng thẳng một khối thạch bi, trên tấm bia đá khắc lấy địa các hai chữ. Tạ, Tiêu Phàm gật gật đầu. Con đường đi tới này không tính bình tĩnh, nhưng cuối cùng là đến. Làm Tiêu Phàm ba người bọn hắn chuẩn bị hướng địa các cửa ra vào đi đến lúc, một bên Phong Lưu Vân đột nhiên yếu ớt nói ra, Tiêu Phàm, cái kia mệnh ma thạch, khụ khụ. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm kém chút không một ngụm lão huyết phun ra, ngươi nha, không phải liền là một khối mệnh ma thạch sao, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đây. Tiêu Phàm xem như cái gì đều không nghe được, bước nhanh hướng đi địa các. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 184.